chương 241 Thấy cô ngoan ngoãn nghe lời, nét lạnh lùng trên mặt hắn hơi giãn ra, bàn tay to đặt trên vai cô khẽ vỗ một cái, nói, vậy mới ngoan. Trong lòng Liên Kiều vẫn còn có chút ấm ức, muốn nói gì đó nhưng đã bị tiếng chuông điện thoại của Hoàng Phủ Ngạn tước vang lên ngăn lại. Tranh thủ lúc hắn nghe điện thoại, cô lẻn ra ngoài muốn tìm một chỗ vắng vẻ ngồi bình ổn lại tâm trạng không vui của mình. Đi ra khỏi biệt thự, bên ngoài màn đêm đã sớm buông xuống, ánh trăng bàn bạc chiếu xuống bóng cô liên kiều bất tri bất giác đi về phía vườn hoa chợt nghe văng vẳng đâu đó có tiếng khóc cô ngừng bước chân trong lòng sợ run nơi này sao lại có tiếng khóc chứ sự tò mò cuối cùng chiến thắng nỗi sợ hãi cô lần theo hướng tiếng khóc nhất thời đôi mắt xinh đẹp trợn to trời ạ à, hình như tiếng khóc là của một phụ nữ cái này hai chân cô run run hàm răng va vào nhau lập cập chẳng lẽ chẳng lẽ là ma nữ nghĩ đến đây tóc gáy cô đều dựng lên nhưng mà nghe kỹ lại tiếng khóc của nữ quỷ này nghe có chút quen thuộc vốn đang định xoay người bước đi chợt xoay lại tuy cô nhút nhát nhưng dù sao cũng là một cô gái lòng dạ tốt bụng nghe tiếng khóc ủy khuất của ai đó đương nhiên là không thể ngồi yên mà nhìn cho nên suy nghĩ một lúc vẫn quyết định thu hết dũng khí bước đến dưới ánh trăng mờ mờ có thể thấy được bóng một cô gái ngồi trên chiếc ghế gỗ trong vườn hoa mái tóc dài ống ả à xỏa trên bờ vai đang run run liên kiều trợn mắt sao lại là cô ấy chứ qua rất lâu liên kiều mới phản ứng lại được cô bước về phía bóng người đang khóc đó cái bóng trong vườn hoa bị tiếng chân liên kiều đánh động ngẩng đầu lên nhìn liền thấy đôi mắt đầy vẻ hiếu kỳ của cô hoàng phủ ngưng em không sao chứ trong giọng nói tràn đầy quan tâm hoàng phủ ngưng thấy người đến là liên kiều vội đưa tay lau nước mắt ngẩng đầu lên lạnh giọng nói em thì có thể có chuyện gì chứ nhưng mà em ngay cả cơm tối cũng không ăn bây giờ lại trốn ở đây khóc nhất định là em gặp phải chuyện gì đau lòng lắm có phải không liên kiều bước đến ngồi bên cạnh cô thân thiết hỏi chị ngồi bên cạnh em làm gì hoàng phủ ngưng thấy cô ngồi xuống kinh ngạc hỏi hai liên kiều thở dài một tiếng dù sao tâm trạng của chị cũng không tốt hơn em bao nhiêu chẳng bằng ở ngồi đây nói chuyện với em tâm trạng của chị không tốt hoàng phủ ngưng liếc cô một cái người vô tư vô như chị làm sao lại tâm trạng không tốt được chứ đương nhiên là cũng có lúc tâm trạng của chị không tốt rồi như bây giờ vậy nè liên kiều nhún vai thuận tay nhắc một bông hoa đưa lên mũi hoàng phủ ngưng vốn không biết nên cư xử với người chị dâu này thế nào lại nhớ đến những hành động kỳ quái của liên kiều trước đây nên dùng giọng lạnh lùng nói chị đã rất hạnh phúc rồi trong nhà người nào cũng thương chị nhất là anh hai vậy còn chưa đủ sao hai liên kiều nhìn cô híp đôi mắt màu tím nói thẳng em có cần phải đối xử với người khác lạnh lùng như thế không chị đoán em nhất định là làm cho đàn ông chán ghét lắm cô vốn chỉ định đùa với hoàng phủ ngưng một câu nào ngờ liên kiều chị dựa vào đâu mà dám nói như vậy tại sao ngay cả chị cũng nói như vậy chị chị sắc mặt hoàng phủ ngưng chợt thay đổi cô úp mặt lên lưng ghế khóc thảm thiết chị Liên Kiều sững sờ, qua một lúc lâu cô mới phản ứng lại kịp, vội vàng nhích người qua an ủi. Xin lỗi em, Tiểu Ngưng, chị, chị không phải là cố ý nói em như vậy, chị. Vậy chị còn muốn thế nào? Hoàng Phủ Ngưng ngẩng đầu, nước mắt đoanh trồng nhìn cô, đừng cho rằng em không biết trong lòng chị đang nghĩ gì, thấy em như vậy chị vui lắm phải không? Chị sao lại vui chứ? Liên Kiều cho mày, tuy rằng hai chúng ta từng có tranh chấp nhưng dù sao cũng là người một nhà, bây giờ nhìn thấy em khóc, đương nhiên là chị phải quan tâm hỏi han rồi. Quan tâm? Em thấy là thấy người ta gặp họa mà vui mừng mới đúng, tất cả mọi người đều như vậy, Anvin cũng như vậy, các người đều đáng ghét, em, nói đến đây, giọng hoàng phủ ngưng chợt nghẹn ngào. Liên Kiều bị tiếng khóc của cô làm cho tay chân lúng cuốn, tiểu ngưng, đợi chút, Anvin. Là ai? Ai là Anvin? Ai nói Anvin? Hoàng phủ Ngưng theo phản xạ vô điều kiện vội vàng phủ nhận. Rõ ràng là em vừa nói mà, là em nhắc đến An Vin cái tên này mà, Liên Kiều vội trả lời. Hoàng phủ Ngưng hung hăng lau nước mắt, không có, em không có nhắc đến hắn, em không biết hắn. Phản ứng của cô càng làm Liên Kiều hoài nghi. Tiểu Ngưng, hắn mà em vừa nhắc chính là An Vin sao? An Vin là một người đàn ông phải không? Là bạn trai của em sao? Sao chị lại biết hoàng phủ ngưng nghe vậy đứng bật dậy nhìn cô với ánh mắt không thể tin được liên kiều nhún vai chị chỉ đoán thôi khẩn trương vậy làm gì hoàng phủ ngưng nghe vậy ngồi xuống dè dặt đánh giá cô một lượt em không sao chứ sao nhắc đến người đàn ông đó lại có phản ứng lớn vậy chẳng lẽ hắn bắt nạt em nhưng mà liên kiều cực kỳ tò mò em thật sự có bạn trai sao liên kiều chị thật nhàm chán hoàng phủ ngưng châu mày nói một loạt câu hỏi của liên kiều làm cô nhức đầu liên kiều biểu môi thở dài một tiếng đứng dậy vậy thì thôi coi như chị nhiều chuyện em cứ từ từ khóc chị về phòng đây nói xong cô xoay người bước ra khỏi vườn hoa hoàng phủ ngưng nhìn theo bóng cô trong lòng chợt dâng lên một nỗi cô đơn và trống rỗng liên kiều tiếng kêu của cô không lớn nhưng không khó nhận ra sự gấp gáp trong đó vừa đi ra khỏi vườn hoa không xa liên kiều nghe tiếng kêu liền đứng lại xoay đầu nhìn cô, "Em gọi chị?" Hoàng phủ Ngưng yếu ớt gật đầu, "Chị có thể ở đây nói chuyện với em không?" Liên Kiều nghe vậy liền gật đầu, đi đến bên cạnh cô, ngồi xuống. "Tiểu Ngưng, hôm nay lúc em về nhà chị đã thấy không ổn rồi, khóc đến đỏ cả mắt, chị thấy mẹ rất lo cho em. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?" "Em, em..." Hoàng phủ Ngưng không biết nên nói thế nào, chỉ không ngừng rơi nước mắt. Liên Kiều cũng không dám hối thúc cô. Tuy trong lòng cũng gấp nhưng cũng hiểu chuyện Không lên tiếng chỉ đưa khăn tay giúp cô lau nước mắt Tiểu ngưng, đừng khóc nữa Có phải em và An Vinh mà em nói có quan hệ gì không? Mắt mũi hoàng phủ ngưng đều khóc đến đỏ ửng. Cô nhận lấy khăn tay trong tay liên kiều hung hăng lau nước mắt Thực ra chị đoán đúng rồi đó An Vinh đúng là bạn trai của em À Em thật sự có bạn trai rồi Liên Kiều tuy đoán được nhưng nghe chính miệng cô thừa nhận cũng không khỏi giật mình nhưng vì sao em không cho người nhà biết hoàng phủ ngưng ngẩng đầu nhìn cô trên đời này chắc cũng chỉ có chị ngây thơ như vậy em cũng không phải là lần đầu yêu đương chẳng lẽ mỗi lần có bạn trai đều phải nói cho người nhà biết sao liên kiều nghe vậy kinh ngạc đưa tay bụng miệng trời ạ à, tiểu ngưng em yêu đương nhiều lần rồi sao dường như hiểu được suy nghĩ đơn thuần của liên kiều hoàng phủ ngưng cười khổ liên kiều em hỏi chị trước khi kết hôn với anh hai chị có thích người con trai nào khác chưa Đương nhiên là có rồi. Liên Kiều không cần suy nghĩ trả lời ngay, chỉ thích học trưởng Kiều Trị, nhưng anh hai em vừa nãy còn cấm chị không được có bất kỳ liên hệ nào với học trưởng nữa. Hừm, đúng là bá đạo mà. Hoàng Phủ Ngưng thở dài một tiếng, anh hai trước giờ bá đạo như vậy quen rồi, nhưng làm như vậy nói lên rằng anh ấy yêu chị thôi mà. Hơn nữa, em cũng nhận ra, chị cũng yêu anh hai. Liên Kiều lần này cũng không cần suy nghĩ, gật đầu, đúng vậy hoàng phủ ngưng thấy cô thừa nhận nhanh như vậy không khỏi có chút lo lắng hỏi lại liên kiều có thật là chị yêu anh hay không đương nhiên liên kiều nói rất chắc chắn vậy học trưởng kiều trị mà chị nói thì sao hoàng phủ ngưng vẫn luôn cảm thấy người chị dâu này không hiểu gì về tình yêu học trưởng kiều trị à chị rất thích hắn nhưng mà nếu như hoàng phủ ngạn tước không thích thì chị cũng không thích liên kiều hơi có chút buồn bã hoàng phủ ngưng sững sờ một lúc sau mới hỏi tiếp Liên Kiều, vậy em hỏi chị, nếu như chị thích học trưởng Kiều Trị như vậy, vậy chị có muốn gả cho anh ta không? Sao có thể chứ? Chị đã kết hôn rồi mà, Liên Kiều cảm thấy cô hỏi câu này rất dư thừa, xua tay nói. Hoàng Phủ ngưng liếc nhìn cô, làm ơn đi, em chỉ nói là nếu như thôi, nếu như chị không gả cho anh hai, vậy chị có muốn kết hôn với Kiều Trị không? Liên Kiều chống tay lên cầm, suy nghĩ cặn kẽ một lúc mới lắc đầu, không. Tại sao, Hoàng Phủ Ngưng hỏi tiếp. Từng, Liên Kiều vắt óc suy nghĩ một câu trả lời thích đáng, bởi vì, bởi vì chị thích ở bên cạnh Hoàng Phủ ngạn tước hơn, trên người anh ấy có, có mùi vị của ông xã. Mùi vị của ông xã, Hoàng Phủ Ngưng nghe cô nói vậy liền giật mình, đây là lý luận kiểu gì chứ? Đúng vậy đó, chỉ cần Hoàng Phủ ngạn tước ở bên cạnh chị, chị liền cảm thấy an tâm, trên người anh ấy có một mùi vị làm chị có cảm giác an toàn, Liên Kiều vẫn chìm trong suy nghĩ của riêng mình hoàng phủ ngưng thấy cô như vậy hơi mỉm cười liên kiều chị biết không không biết có bao nhiêu người mong được hạnh phúc như chị đó bởi vì một người phụ nữ quan trọng nhất là tìm thấy một người đàn ông có thể cho mình cảm giác an toàn liên kiều suy nghĩ một lúc rồi gật đầu đúng đó còn em thì sao em còn chưa tìm thấy sao hoàng phủ ngưng nhẹ lắc đầu thở dài một tiếng thực ra trong lòng em cũng có một đàn ông chỉ tiếc là anh ta mãi mãi không thuộc về em Em nói người đàn ông đó là Anvin phải không? Liên Kiều dè dặt hỏi lại. Chắc là phải rồi, bằng không sao em ấy lại đau lòng đến thế? Hoàng Phủ Ngưng trao mày, làm sao là hắn được chứ? Hắn ngay cả sách giày cho người đàn ông trong lòng em còn không xứng nữa là. À, Liên Kiều đưa tay bụng miệng chặn lại tiếng kêu kinh ngạc. Người đàn ông mà em nói không phải ai khác mà là bạn thân của anh hai, Lăng Thiếu Đường, Hoàng Phủ Ngưng nhẹ thốt một câu, sau đó nhìn Liên Kiều, em ngốc lắm phải không? Lăng thiếu đường, Liên Kiều giật mình hỏi lại, tổng giám đốc của Lăng Thị, Lăng thiếu đường. Em sao lại thích anh ta được chứ? Sai. Em không phải là thích anh ấy, mà là yêu, em yêu anh ấy, Hoàng Phủ Ngưng chém đinh chặt sắt nói. Ách, Liên Kiều sững sờ, Hoàng Phủ Ngưng yêu Lăng thiếu đường. Vậy An Vinh là thế nào nữa? Hoàng Phủ Ngưng nói xong, tự cười giễu mình, em biết chị nhất định sẽ cho rằng em rất ngốc, em cũng biết em với anh ấy vĩnh viễn không thể nào trong mắt anh ấy trong tim anh ấy chỉ có một kỳ hình em làm sao có cơ hội chứ lăng thiếu đường hắn có tốt đến vậy không vẻ mặt liên kiều không tán đồng hỏi lại đương nhiên rồi anh ấy là người đàn ông ưu tú nhất trong mắt hoàng phủ ngưng tràn đầy tình ý anh ấy là người đàn ông có thể khiến phụ nữ mất đi lý trí trong phút chốc ngay cả khí thế sự cuồng ngạo của anh ấy cũng sẽ khiến phụ nữ mê đắm Liên Kiều không hiểu nhìn lại cô, có khoa trương đến vậy không? Trong mắt cô chỉ có Hoàng Phủ Ngạn tước mới có bản lãnh này. Tiểu Ngưng, em rõ ràng đã biết bên cạnh Lăng Thiếu Đường đã có một kỳ hình rồi, sao lại phải tự mình tìm khổ chứ? Mắt Hoàng Phủ Ngưng chợt sụp xuống, đúng vậy, em biết, cho nên em không muốn chìm đắm trong sự vô vọng mãi, em cũng thử quen với những bạn khác giới khác, nhưng nhiều nhất chỉ là ưa thích mà thôi, không có ai có thể khiến em động tâm. Cũng rất tốt rồi, Liên Kiều không hiểu ý cô cho lắm. Đương nhiên, thích chính là một khởi đầu tốt chứng tỏ hai người có thể tiếp tục ở bên nhau, nhưng mà em không có cách nào cùng người khác đi đến cuối đường. Hoàng Phủ ngưng sợ Liên Kiều không hiểu, cô giải thích thêm, cũng giống như chị không thể cùng học trưởng kiều trị của chị kết hôn vậy. Ồ, Liên Kiều gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, vậy An Vinh thì sao? Chắc là em cũng thích hắn chứ? Bằng không thì sao phải rơi nước mắt vì hắn? Vẻ mặt Hoàng Phủ Ngưng càng ảm đạm Anh Vinh đúng là người bạn trai mà em quen lâu nhất Nhưng mà, nhưng mà, nói đến đây Hơi thở cô có chút gấp gáp Hai tay nắm lại thành quyền Nhưng mà sao? Giữa hai người đã xảy ra chuyện gì? Liên Kiều có chút gấp gáp Vừa thấy biểu tình của Hoàng Phủ Ngưng là cô đã biết nhất định có chuyện gì đó không đúng Vẻ mặt Hoàng Phủ Ngưng càng lúc càng nghiêm trọng và phẫn nộ Qua một lúc lâu cô mới nói Em vốn cho rằng hắn thật lòng yêu em vốn cho rằng những gì hắn đối xử với em đều là thật lòng nào hay hắn lén lút ở sau lưng em quen với một người khác nói đến đây nước mắt đã bắt đầu rơi xuống rất nực cười phải không em vậy mà lại đi tin tưởng tình yêu của một tên lăng nhăng à liên kiều giật mình đợi chút chị nghe chưa hiểu lắm ý em nói là người bạn trai đó của em đến với em chỉ vì tiền thôi sao hoàng phủ ngưng rầu rĩ gật đầu vẻ mặt vừa đau khổ vừa tức giận Chuyện này, chuyện này là thế nào? Nhà Hoàng phủ đã đủ giàu có rồi, chẳng lẽ gia thế của cô gái kia còn gây gớm hơn Tứ đại tài phiệt sao? Liên Kiều vẫn có điểm chưa hiểu, tò mò hỏi lại. "Không, cô gái đó chỉ là con gái của chủ tịch một công ty nhỏ thôi, nếu đem công ty đó so sánh với Tứ đại tài phiệt thì cũng như một giọt nước bỏ bể mà thôi." Hoàng phủ Ngưng cười trào phúng. "Vậy thì sao lại Liên Kiều càng không hiểu. Hoàng phủ Ngưng thở dài một tiếng, Em với An Vinh quen nhau trong quán bar Hắn rất khéo miệng cũng rất đẹp trai Sau lần gặp đó Hắn bắt đầu điên cuồng theo đuổi em Sau cùng em cũng siêu lòng Bằng lòng làm bạn gái hắn Chỉ có điều Hắn vẫn luôn giấu dến gia thế của mình Sau này khi quan hệ giữa em và hắn càng lúc càng mật thiết Hắn hình như cũng thật lòng thương em Cũng rất che chở em Chính vào lúc em định công khai mối quan hệ với hắn thì lại phát hiện một màn em không thể chịu đựng nổi. Hít một hơi thở sâu như muốn ổn định tâm tình lại, cô nói tiếp: "Hôm nay là sinh nhật của hắn, vì chúc mừng cho hắn, từ sáng sớm em đã rời công ty chọn mua quà tặng cho hắn, vốn em và hắn đã hẹn tối nay gặp mặt, nhưng vì muốn cho hắn một sự bất ngờ cho nên em đến nhà hắn sớm hơn vì muốn sắp đặt xong mọi chuyện trước khi hắn tan sở về nhà, nào ngờ, khi em vừa bước vào thì đã thấy hắn và một người phụ nữ khác đang ôm nhau trên giường làm cái chuyện khiến người ta buồn nôn đó." Hoàng Phủ Ngưng càng nói càng tức, lửa hận trong mắt tưởng chừng muốn thiêu đốt con người đáng ghét kia. Sao lại thế được? Tên đàn ông này cũng quá đáng ghét rồi, Liên Kiều trước giờ tinh thần chính nghĩa cao vời vợi, nghe vậy nghiến răng nghiến lợi nói. Tiểu Ngưng, sau đó thì sao? Em có hung hăng trừng trị hắn một trận không? Hoàng Phủ Ngưng lắc đầu, lúc đó em cũng quá bất ngờ với những gì mình chứng kiến, sau đó tức đến toàn thân phát trung, không nói được gì cả. Hả? Liên Kiều nghe cô nói vậy cũng tức giùm cô, sao em lại không nói gì, không làm gì chứ? Cũng không phải là em làm chuyện có lỗi, ít nhất thì cũng phải cho hắn vài tác tai mới đúng chứ. Em cũng muốn, nhưng mà, nhưng mà, hắn đã lên tiếng trước, giọng của Hoàng Phủ Ngưng cũng run rẩy vì giận dữ. Hắn nói cái gì, Liên Kiều tức tối hỏi. Hoàng Phủ Ngưng cười khổ nói, sau khi hắn nhìn thấy em cũng chẳng có chút sợ hãi gì, chỉ bình thản nói trò chơi giữa em và hắn kết thúc rồi, Hắn nói ban đầu lúc hắn theo đuổi em là vì nhìn thấy em ăn mặc như tiểu thư nhà giàu, nhưng quen lâu rồi hắn mới phát hiện ra em chẳng qua chỉ là một người đi làm công ăn lương bình thường. Hắn chỉ muốn bám theo những người có tiền, đơn giản vậy thôi. Liên Kiều nghe xong giật mình mình phát dậy. Trời ạ, à, tên đàn ông này chắc là đầu óc bị nước vào rồi. Em rõ ràng là tiểu thư Thiên Kim của Hoàng Phủ Tài Việt mà hắn lại ở trước mặt em nói những lời như thế. Hắn nghĩ vậy cũng bình thường thôi dù sao em cũng không cho hắn biết thân phận thật sự của mình. Hoàng Phủ Ngưng cười khổ, chỉ là em cũng không ngờ ánh mắt mình lại kém cỏi thế, chỉ biết tin vào những lời đường mật của hắn chứ không biết rằng thật ra trong lòng hắn em chẳng là gì cả. Loại đàn ông như vậy thì có gì mà đáng lưu luyến chứ? Hừm, nếu như Hoàng Phủ Ngạn tức dám đối xử với chị như thế, chị còn không trừng trị hắn một trận ra trò sao, liên kiệu khu tay múa chân, hung hăng nói. Làm ơn đi, anh hai em vốn là kim chủ mà bao nhiêu phụ nữ muốn bám theo sao lại có thể so sánh với cái tên Vinh đáng ghét suốt ngày tìm cách bám vấy phụ nữ kia được chứ hoàng phủ ngưng phản bác lại cũng đúng nha liên kiều rụt cổ cười hai người vốn không cùng một loại người mà hai tóm lại là qua bài học này em đã nhìn thấu đàn ông rồi sau này muốn tìm một nửa thích hợp e rằng càng khó khăn hơn hoàng phủ ngưng than thở này tiểu ngưng em đừng có nói những lời nản lòng thế chứ không lẽ chỉ có vậy mà muốn bỏ cuộc rồi sao, Liên Kiều khích cô. Không muốn bỏ cuộc thì thế nào? Chẳng lẽ chị còn muốn em đi giành giật tình yêu của tên Anvin đó sao? Cái tên đó em sớm đã không cần rồi, Hoàng Phủ Ngưng nói. Nếu em đã nghĩ thông suốt rồi thì sao phải đau khổ như thế chứ, Liên Kiều không tin hỏi lại. Em khóc chỉ vì cảm thấy bị người ta phản bội là không đáng mà thôi, chẳng lẽ em tệ như vậy sao, ngoại trừ lớp vỏ bọc là tiểu thư nhà Hoàng Phủ ra thì em không còn điểm nào thu hút người khác, Hoàng Phủ ngưng giải thích cho cô nghe. Liên Kiều không chút nể tình, nói thẳng, nói thật lòng, tính tình của em quả thật khiến người ta đau đầu nha. Mà em cũng chẳng thân thiện với người khác lắm. Chị! Chị chỉ là có sao nói vậy thôi, nếu như em có thể như chị ngày nào cũng vui vẻ thoải mái, làm chuyện gì cũng cởi mở, tư tưởng lúc nào cũng thả lỏng thì tự nhiên chuyện tốt sẽ đến, còn bằng em mỗi ngày đều nhăn mặt nhăn mày, cho dù có đẹp hơn nửa người khác cũng không dám đến gần em đâu." Liên Kiều ngắt lời cô, nói thẳng vấn đề. Hoàng phủ ngưng Châu mày, như đang suy nghĩ những lời Liên Kiều vừa nói, qua một lúc lâu cô mới thì thào, "Em, tính tình của em có thật là tệ đến vậy không?" "Nào chỉ là tệ thôi đâu. Có lúc quả thật khiến người ta thấy ghét, trong công việc em đối xử với cấp dưới lạnh như băng, trở về nhà đối với người nhà nếu không lạnh lùng thì là cười nhạo." chị mà là đàn ông thì cũng sẽ không thích em liên kiều nhún vai nói hoàng phủ ngưng không nói gì chỉ ngả người dựa vào lưng ghế trầm tư suy nghĩ a à, y, 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 y tóm lại em phải sửa đổi đi mới được không phải vì người khác mà là vì chính em theo chị nghĩ nếu có thể khiến cho người khác vui vẻ thì chính mình cũng sẽ vui vẻ liên kiều nhẹ nhàng nói có thể mang lại niềm vui cho người khác hoàng phủ ngưng thì thào lặp lại lời cô liên kiều gật đầu chuyển chủ đề nhưng mà tiểu ngưng à em là người thân của chị thấy em chịu ủy khuất như vậy chị tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn chị muốn làm gì hoàng phủ ngưng ngẩng đầu nhìn cô ngơ ngác hỏi hắc hắc liên kiều cười xấu xa cô dựa sát vào người hoàng phủ ngưng nói một người đàn ông đáng ghét như vậy chẳng lẽ em không muốn dạy dỗ hắn một trận sao hoàng phủ ngưng vẫn chưa hiểu chị muốn làm cái gì liên kiều cười gian xảo em nói thử xem loại đàn ông hèn hạ như vậy đương nhiên là phải dạy dỗ một trận mới được chứ như vậy mới có thể trút giận được chẳng lẽ em không muốn sao đương nhiên là muốn rồi nhưng lỡ như bị giới truyền thông phát hiện thì sao hoàng phủ ngưng ý chí chiến đấu vừa nổi lên lại bị sự lo lắng dập tắt yên tâm đi có chị ở đây nhất định là thần không biết quỷ không hay nói xong cô dựa sát vào người hoàng phủ ngưng thì thầm bên tai cô hoàng phủ ngưng càng nghe nét mặt càng tươi đến lúc liên kiều nói xong Cô không ngừng gật đầu tán thành. Liên Kiều, vậy chúng ta lúc nào thì tiến hành? Ngày mai được không? Từng. Liên Kiều suy nghĩ một lúc mới chu môi nói, chị cũng rất muốn ra tay ngày mai, nhưng ngạn tước nhất định muốn dẫn chị đi làm thủ tục chuyển trường rồi. Chuyển trường, Hoàng Phủ Ngưng chưa hiểu. Đúng đó, em không biết đó thôi, anh ấy thật bá đạo, không cho chị đến Hồng Kông học tiếp lại chọn sẵn trường cho chị, điền luôn hồ sơ cho chị rồi hoàng phủ ngưng suy nghĩ một chút rồi nói thực ra anh hai có quyết định này cũng là dễ hiểu thôi dù sao thì hai người cũng đã kết hôn rồi chị đương nhiên là phải ở bên cạnh anh hai rồi hơn nữa cô cười huýt vai liên kiều một cái chẳng lẽ chị yên tâm để anh hai em một mình ở đây sao đừng quên anh ấy là mục tiêu tấn công của rất nhiều cô gái đấy nhé liên kiều cắn môi trầm mặc một lúc mới thì thào cũng đúng nha hoàng phủ ngưng mỉm cười đây là lần đầu tiên Liên Kiều cảm nhận được nụ cười của cô xuất phát từ nội tâm. Trường Đại học Harvard, phòng làm việc của hiệu trưởng. Bên ngoài cửa sổ, không khí cuối hè vẫn còn rất oi bức, trên cây tiếng ve sầu vẫn kêu nỉ non, dưới gốc cây từng nhóm học sinh tụng năm tụng ba nói chuyện, xa xa nơi bãi cỏ cũng có không ít học sinh ngồi ôn tập bài vở. Vì ngày khai trường đã gần kề, trong trường học bầu không khí rất sôi nổi. Trong phòng lại là một cảnh tượng hoàn toàn khác mấy điều hòa thổi từng luồng gió mát lạnh nhưng hiệu trưởng lại không ngừng lau mồ hôi trên trán. hoàng phủ tiên sinh, trường chúng tôi có thể nhận một nghiên cứu sinh như cô chiên tiểu thư là vinh hạnh của chúng tôi. dựa theo thành tích của cô, chúng tôi đã sắp xếp cho cô một buổi kiểm tra thực nghiệm. ngồi đối diện với hiệu trưởng là liên kiều, cạnh đó là hoàng phủ ngạn tước. đối diện với hai người khách quý này, hiệu trưởng không dám có chút sơ suất. hoàng phủ ngạn tước, tổng tài của hoàng phủ tài phiệt một trong tứ đại tài phiệt cũng từng là một sinh viên xuất sắc của trường đại học này chỉ tiếc là trước khi ông nhậm chức hoàng phủ ngạn tước đã tốt nghiệp rồi chuyện này trường cũng vừa mới biết bởi vì trước đó tất cả con cháu của tứ đại tài phiệt nếu có vào trường học thân phận đều được giữ kín còn cô gái ngồi trước mặt ông liên kiều thông qua điều tra cách đây mấy ngày ông mới biết thì ra cô là đứa cháu được hoàng thất mã lai thương yêu nhất thực ra thân nhân của cô không khiến hiệu trưởng kinh ngạc gì mấy dù sao trong ngôi trường này con cháu danh gia vọng tộc cũng không ít, nhưng mà sau tìm hiểu kỹ càng phía bên trường đại học Hồng Kông bên kia, hiệu trưởng mới thật sự toát mồ hôi lạnh, cô gái này tuy thành tích rất tốt, không sai, nhưng theo như những tin tức chấn động từ phía trường đại học Hồng Kông, cô gái này điển hình là một tiểu quỷ nghịch ngợm, điều này đã được xác nhận bởi cả bạn cùng học, các giáo viên thậm chí là cả hiệu trưởng của trường đại học Hồng Kông. Hôm nay rốt cuộc đã nghe danh không bằng gặp mặt cho nên hiệu trưởng có chút đứng ngồi không yên, quả lời đồn không sai, cô gái này vừa ngồi xuống đã nhìn đông nhìn tây, nhất là đôi mắt màu tím quá khác thường kia, luôn tỏa ra một tia nhìn khiến hiệu trưởng cảm thấy không yên lòng. Hiệu trưởng, ngài gọi tôi là Liên Kiều được rồi, tất cả mọi người đều gọi tôi như vậy, Liên Kiều không đợi hiệu trưởng nói hết đã ngắt lời ông, cô ngây thơ cười cãi chính sự, lầm lẫn của ông. Ách, hiệu trưởng sững người, sau đó cười có chút mất tự nhiên, được. Được thật kỳ lạ, lại có người lấy tên là Liên Kiều sao? Hoàng Phủ Ngạn tức cười cười, thật ngại quá, cô ấy có chút nghịch ngợm, hy vọng hiệu trưởng có thể bao dung nhiều hơn. Nào có nào có, Hoàng Phủ tiên sinh quá lời rồi, hiệu trưởng vội đáp lời. Hiệu trưởng, ngài quá khách sáo rồi, đây là trường cũ của tôi, mà hiệu trưởng tiền nhiệm cũng là giáo sư mà tôi tôn kính nhất, cho nên tôi rất yên tâm chuyên Liên Kiều đến đây để tiếp tục học tập. Hoàng Phủ Ngạn tước ung dung nói đúng vậy đúng vậy hoàng phủ tiên sinh cũng là niềm tự hào của trường chúng ta hiệu trưởng nghe hắn nói vậy thái độ câu thúc nãy giờ cũng thả lỏng một chút không biết cô liên kiều đối với hoàn cảnh học tập có đề nghị gì không liên kiều suy nghĩ một chút rồi lắc đầu thực ra cô không muốn chuyển trường chút nào cho nên tâm tình tương đối trầm trọng rất không cam tâm tình nguyện cũng không có mong đợi gì thấy cô như vậy trong lòng hiệu trưởng cũng kể như nhẹ nhõm một chút cô gái này chắc cũng không đến nỗi nghịch ngợm như lời đồn đâu. Đang lúc ông còn chìm trong suy nghĩ thì chợt phát hiện ánh mắt Liên Kiều đang găm trên người mình. Liên, Liên Kiều tiểu thư, cô đang nhìn gì vậy? Hiệu trưởng bị cô nhìn đến nỗi toàn thân không được tự nhiên. Liên Kiều như không nghe được ông hỏi, cô vẫn chăm chú nhìn ông, ánh mắt càng lúc càng tò mò. Nhà đầu, hiệu trưởng đang hỏi em kia, sao không trả lời, hoàng phủ ngạn tước thấy cô như vậy, biết rõ nhất định có gì đó hấp dẫn sự tò mò nơi cô, hắn không khỏi than thầm trong lòng, cầu mong không có chuyện gì đặc biệt xảy ra. Liên Kiều vẫn vậy không lên tiếng trả lời, ngược lại còn đứng phát dậy, đi về phía hiệu trưởng. Cô, lòng hiệu trưởng có chút lo lắng. Hô hô. Thì ra là như vậy, Liên Kiều như vừa phát hiện ra một điều gì thú vị, cười hết sức trạng rỡ. Hả? Cái gì, hiệu trưởng có cảm giác nụ cười của cô hết sức quỷ dị? Nhà đầu, qua đây đừng quấy rối nữa đầu hoàng phủ ngạn tước bắt đầu đau em đâu có quấy rối gì đâu chỉ là em tò mò thôi liên kiều quay đầu về phía hoàng phủ ngạn tước nói tò mò cái gì hiệu trưởng có gì để em tò mò chứ đừng có nghịch ngợm nữa hoàng phủ ngạn tước vội vàng lên tiếng chính là tò mò mà liên kiều chỉ tay vào đầu hiệu trưởng nói thẳng hiệu trưởng mang tóc giả thật kỳ lạ cái này hiệu trưởng bị cô vạch trần không khỏi ngượng ngùng, mặt đỏ đến mang tai. Đầu của ông đúng là kiểu đầu sân bay điển hình, vì để duy trì hình tượng hiệu trưởng của một trường đại học danh tiếng, bất đắc dĩ ông phải mang tóc giả, không ngờ nha đầu này vừa nhìn đã nhận ra. Liên Kiều không được làm rộn, hoàng phủ ngạn tức tuy rất muốn cười nhưng vẫn cố nén xuống, vội vàng kéo Liên Kiều trở về, nhã nhặn nói với hiệu trưởng, "Thật ngại quá, hôm nay bạn đến đây thôi, chúng tôi xin cáo từ trước." "Được, được." Đi thông thả, hiệu trưởng đích thân tiễn hai người ra cửa. Nhà đầu này, sau này chắc chẳng để cho ông có một ngày thoải mái rồi. Đây là một buổi dạ hội từ thiện vốn rất phổ biến trong giới thượng lưu, ở đây, làm từ thiện chỉ là một cách để đánh tiếng, quan trọng hơn là đây nơi có thể đánh giá địa vị xã hội của những nhân vật của cả hai giới kinh doanh và chính trị. Khách đến tấp nập, dạ tiệc này vừa long trọng lại khá là kén chọn khách mời. Long trọng là bởi vì khách đến tham gia buổi dạ tiệc này đều là những nhân vật hàng đầu của cả hai giới thương nghiệp và chính trị, khắp nơi đèn hoa rực rỡ, y hương tấn ảnh, muôn hồng nghìn tía. Kén chọn khách mời là nói về việc khống chế số lượng khách mời, đa số người được mời tham gia hôm nay không chỉ đơn giản là một buổi dạ tiệc mà thôi, càng quan trọng hơn là tìm những cơ hội hợp tác kinh doanh hoặc làm quen với những nhân vật phong vân của hai giới, có thể nói đây là một bước đệm rất lớn, bởi vậy tư cách của người được mời đều được xem xét khắc khe. Bên ngoài tòa nhà tổ chức yến tiệc màn đêm đã buông xuống, bên trong đèn sáng như ban ngày, xa hoa diễm nước mắt tột cùng. Một chiếc xe thương vụ chậm chậm lái vào chỗ đổ xe dành cho quý khách dưới sự hướng dẫn của nhân viên phụ trách đổ xe. Sau khi xe dừng lại, nhân viên bãi đổ xe vội bước lên định mở cửa xe thì từ hai chiếc xe của vệ sĩ vừa dừng lại trước chiếc xe thương vụ kia bước xuống mấy người vệ sĩ vừa nhìn đã biết đã qua huấn luyện kỹ lưỡng, một trong số đó trầm giọng nói, lui xuống đi. Nhân viên đổ xe vội vàng lui xuống. Vốn làm phục vụ đã lâu ở nơi cao cấp này, hắn đương nhiên hiểu được quy tắc, tin chắc người chủ ngồi trên chiếc xe này không giàu cũng sang, đương nhiên là một nhân vật lớn, bằng không cũng không mang theo người nhiều vệ sĩ như vậy. Bốn vệ sĩ chia nhau đứng quanh chiếc xe, cũng là người vệ sĩ lúc nãy cất lời, hắn cung kính nói, Hoàng Phủ Tiên Sinh, Hoàng Phủ Phu Nhân. Hoàng Phủ Ngạn tước gật nhẹ đầu, Hắn xoay lại nhìn Liên Kiều ngồi bên cạnh đang không ngừng đưa tay chỉnh sửa lễ phục. Trên đường đến đây thấy cô hơi khác thường, có vẻ buồn bực không vui, hắn nhìn người vệ sĩ như ra hiệu, vệ sĩ cung kính gật đầu, nhẹ nhàng đóng cửa lại, chờ đợi. "Nhà đầu, sao vậy?" Hoàng phủ Ngạn Tước lúc này mới hơi mỉm cười, đưa tay kéo bàn tay nhỏ nhắn của cô, thân thiết hỏi. Liên Kiều nghe hắn hỏi vậy, có chút mất tự nhiên nhìn hắn, "Ngạn Tước, em có thể không mặc bộ lễ phục này không?" Hoàng phủ Ngạn Tước vẫn ôn nhu cười, vì sao không muốn mặc nó. Bộ lễ phục này, trên vai lộ ra nhiều quá, em thấy không được thoải mái, Liên Kiều nũng nịu nói. Để anh xem. Hoàng phủ Ngạn Tước hơi đẩy cô ra, nghiêm túc quan sát, sau đó trên môi nở nụ cười sủng nịch, Liên Kiều của anh xinh đẹp như vậy, bộ lễ phục này rất hợp với em, không cần phải đổi đâu. Trên người Liên Kiều là một bộ lễ phục hết sức xa hoa lộng lẫy màu trắng có tên là Mộng Thường chiếc váy được làm bằng loại van cao cấp hết sức mềm mại cực kỳ tôn dáng lại phụ trợ cho làn da hồng nhuận như ngọc cẩu cô cùng những đường cong mềm mại nhìn càng thêm mê người những hoa văn dọc theo thân áo được phối hợp một cách tinh tế càng tôn lên nét đẹp và khí chất cẩu liên kiều thiết kế độc đáo cùng những đường cắt hợp lý càng làm cho bờ vai và vòng eo mảnh mai của cô khoe ra một cách tự nhiên vẻ ngây thơ mà xinh đẹp của liên kiều cộng với sự mê hoặc từ chiếc váy khiến cô càng có sức quyến rũ Hoàng Phủ Ngạn tước biết Liên Kiều vốn rất xinh đẹp nhưng không ngờ cô có thể đẹp đến mê người thế này. Mái tóc dài ống ả đã được thợ làm tóc khéo léo bới cao lên, nhìn rất quyến rũ lại không mất đi vẻ đẹp tự nhiên, quả thật trong cô như một thiên sứ đi lạc xuống trần gian. Chỉ là, hình như thiên sứ của hắn không hài lòng lắm với chiếc váy này. Ngạn tước, anh nịnh em phải không? Em cảm giác mình mặc chiếc váy này không thích hợp lắm, liên kiều như không phát hiện được ánh mắt say đắm hoàng phủ ngạn tước đang nhìn mình, cô vẫn không hết lo lắng. Vậy em thấy chỗ nào không thích hợp, hắn vẫn cười hỏi. Liên Kiều suy nghĩ một chút rồi cười thật ngọt, em vẫn thích mặc mấy bộ váy liền hoặc là quần bò hơn. Nhà đầu ngốc. Hoàng Phủ Ngạn tức bật cười, bàn tay triều mến vuốt ve khuôn mặt trắng nõn của cô, cái đó không gọi là thích hợp hay không thích hợp mà là do thói quen thôi, trong mắt anh, tối nay em là đẹp nhất. Mặt Liên Kiều đỏ ửng, ghét. Chẳng lẽ không phải sao? Hay là Em không tin sự chuyên nghiệp của tử tranh Hoàng Phủ Ngạn tước áp sát vào cô Hỏi Đây là lần đầu tiên hắn giới thiệu Liên Kiều Với thân phận là vợ mình ra mắt người bên ngoài Bởi vậy mới đặc biệt nhờ sầm tử tranh Giúp cô thiết kế trang phục Quan trọng nhất là trước giờ Liên Kiều Vẫn rất sung bái tử tranh Mà sầm tử tranh cũng rất hiểu cô Đương nhiên có thể thiết kế một bộ trang phục thích hợp với cô nhất Có thể nhận ra sự chuyên nghiệp và nổi tiếng của sầm tử tranh là rất xứng đáng khi liên kiều mặc bộ lễ phục mang tên mộng thường này đi đến trước mặt hắn trong nháy mắt hô hấp của hắn như đông lại một nỗi kích động không ngừng dâng lên trong lòng liên kiều của hắn đẹp đến không chân thực quyến rũ mà xinh đẹp đến mê người sớm đã qua cái tuổi thanh niên bồng bột nhưng trong một chớp mắt nhìn thấy cô đó một tình yêu không thể tả bằng lời tràn khắp từng tế bào trong người hắn nhớ lúc đó hắn rất bất lực cười khổ với tử tranh em hại anh rồi chắc chắn trong buổi yến tiệc đêm nay anh không thể rời khỏi cô nhóc này một phút giây nào rồi hắn không khó tưởng tượng ra trong buổi yến tiệc này vẻ đẹp của liên kiều sẽ thu hút bao nhiêu ánh mắt của đám đàn ông chỉ nghĩ đến đây trong lòng đã có chút khó chịu liên kiều vùi đầu vào trong ngực hoàng phủ ngàn tước thì thào nói người ta đâu có nghi ngờ tài năng của chị tử tranh bộ lễ phục này quả thực rất đẹp mà chỉ là người ta không có mặt quen nên có chút xấu hổ thôi không sao đâu có anh ở đây không phải sợ, bây giờ có thể theo anh ra chưa? Chúng ta còn không xuống xe chỉ sợ không kịp nữa, Hoàng phủ Ngạn Tước dỗ dành cô. Ừm, Liên Kiều gật đầu, rồi như nghĩ ra điều gì, cô kéo cánh tay hắn. Đợi chút. Sao vậy? Hoàng phủ Ngạn Tước nhìn cô. Liên Kiều cười gian xảo, hôm nay Lăng thiếu đường cũng đến, đúng không? Có. Thì sao? Hoàng phủ Ngạn Tước thấy cô cười gian xảo, trong lòng chợt dâng lên một dự cảm chẳng lành. Vậy kỳ hình cũng đến phải không? Liên Kiều vội vàng hỏi tiếp. Hoàng Phủ Ngạn tước gật đầu, chắc là vậy, từ sau khi hai người kết hôn, buổi yến tiệc nào thiếu đường tham gia cũng đều dẫn theo kỳ hình cả. Y ấy, nói vậy tối nay em có thể gặp được kỳ hình phải không? Tốt quá rồi, Liên Kiều mừng rỡ ríu rít nói, đôi mắt màu tím toát lên vẻ lộng lẫy mê người. Hoàng Phủ Ngạn tước âm thầm thở vào một hơi, gật đầu. Đúng lúc hắn tưởng cô sắp kết thúc chủ đề này thì Liên Kiều đột nhiên thì thầm bên tai hắn, này ngạn tước, anh đừng tưởng rằng em quên rồi nhé, Lăng Thiếu Đường đã chính miệng hứa sẽ dạy em học cưỡi ngựa rồi, mà còn hứa tặng em một con ngựa thật đẹp nữa, không chỉ có anh ấy, còn có cung quý dương và lãnh thiên dục nữa, hắc hắc, nhưng mà, nếu như hôm nay gặp được Lăng Thiếu Đường ở đây thì bắt đầu từ anh ấy trước vậy. Nói xong không đợi Hoàng Phủ ngạn tước có phản ứng, cô đã mở cửa xe bước xuống. Hoàng Phủ Ngạn Tước không ngừng đưa tay dây dây trắng, thiếu đường, hôm nay cậu tự lo liệu đi. Tiếng nhạc dịu dặt vang lên khắp đại sảnh, khi cánh cửa đại sảnh được nhân viên phục vụ mở ra, sự xuất hiện của Hoàng Phủ Ngạn Tước và Liên Kiều cùng lúc dẫn đến ánh mắt hâm mộ lẫn đố kỵ của tất cả mọi người có mặt. Ánh mắt hâm mộ đến từ phía đàn ông, bóng dáng mảnh mai lung linh xinh đẹp đó khiến cho hô hấp của họ như ngừng lại. Còn ánh mắt đố kỵ đương nhiên là đến từ các cô gái có mặt ở đó. Một người đàn ông tuấn tú kiệt xuất như vậy lại đã có chủ rồi Thân hình cao lớn của người đàn ông bên cạnh bóng dáng yêu kiều của cô gái nhất thời tạo nên một cảnh tượng hết sức thu hút Ha ha, ngạn tước, cháu đến rồi Chủ của buổi tiệc hôm nay là một nhân vật rất có máu mặt trong giới chính trị Ông Kiên Sơn Khi ông ta thấy hoàng phủ ngạn tước đã đến vội vàng bước đến nghênh tiếp Kiên Sơn năm nay đã gần 70 nhưng sức khỏe cùng tinh thần vẫn còn rất tốt Nghị viên Kiên Sơn Chào ngài, Hoàng phủ ngạn tước thân mật, ông lấy ông chào hỏi, trên môi nở nụ cười lịch thiệp. Vì nghị viên này cùng cha hắn quan hệ tương đối tốt, bởi vậy ông cũng coi như là trưởng bối của hắn. Ngạn tước, vì tiểu thư này là ông Kim Sân quay đầu nhìn về phía Liên Kiều đang đứng bên cạnh, nhất thời mắt sáng rực. Cô ấy là cháu tên là Liên Kiều, ông Kim Sân, chào ông. Liên Kiều chủ động tự giới thiệu mình, giọng nói vừa ngọt ngào vừa lễ phép. A à, a. À ông kiên sơn nghe cô cách xưng hô của cô với mình nhất thời sững người sau đó mới bước lên định ông cô là liên kiều sao chào cháu chào cháu nào ngờ cánh tay của ông còn chưa kịp chạm vào người liên kiều thì một cánh tay khác đã kéo cô qua một bên sau đó cả người liên kiều rơi vào vòng tay quen thuộc của hoàng phủ ngạn tước ngài kiên sơn thật là ngại quá vợ cháu không hiểu lễ tiết cho lắm xin ngài đừng chấp nhất hắn không chút dấu tích che lấy liên kiều sau đó nói một câu đơn giản tuyên bố quan hệ giữa hai người. Vì kiên sân này cái gì cũng tốt, chỉ có một căn bệnh duy nhất là háo sắc, thấy cô gái nào đẹp lập tức liền ý loạn tình mê, vì đề phòng, hắn vẫn là giữ chặt liên kiều bên cạnh mình tốt hơn. Kiên sân nghe vậy ánh mắt chợt lóe lên tia kinh ngạc, vội vàng hỏi lại, ngạn tước, cháu nói đây là... Vợ cháu. Đúng vậy, Hoàng Phủ ngạn tước không chút giấu dến nói. Kiên sân hớp một hơi không khí như trấn tĩnh lại, không chỉ có ông những người đứng gần đó nghe thấy cũng không khỏi kinh ngạc tổng tài của hoàng phủ tài phiệt lúc nào thì có vợ rồi chẳng lẽ hắn kết hôn rồi sao vì sao bên ngoài không hề nghe được chút tin tức nào cả hoàng phủ ngạn tước vẫn duy trì nụ cười nhã nhặn hắn cũng không có ý định giải thích gì thêm liên kiều nghiêng đầu nhìn kiên sơn một lúc mới nghi hoặc cất lời ông kiên sơn ông sao vậy vẻ mặt này của ông ta rất lạ nha nhưng ti càng lạ hơn vừa nãy ông ta rõ ràng là muốn chào hỏi mình thôi mà sao hắn lại phải ngăn cản chứ trên mặt kiên sơn nở một nụ cười ngượng ngùng nhìn liên kiều nói ha ha thực ra thì cháu gọi ta là nghị viên kiên sơn được rồi ta ta đâu có già đến vậy phải không cô gái này quả thật xinh đẹp đến động lòng người chỉ đáng tiếc tuy ông là nghị viên thân phận không kém nhưng cũng biết có một số người là không nên chọc vào cúc như vị hoàng phủ ngạn tước đang đứng trước mặt ông đây tuy ông ta và cha hắn đã có giao tình nhiều năm nhưng ông biết rõ người thừa kế của hoàng phủ tài phiệt hiện nay bản lĩnh đến đâu tứ đại tài phiệt đến đời của hắn đã có những thành công vượt bậc so với đời trước liên kiều nghe vậy lắc đầu nói nhưng cháu thấy ông còn già hơn cả ông nội cháu cháu kêu ông cũng là đúng mà hả nghị viên kiên sơn nghe vậy trên mặt càng lộ vẻ ngượng ngùng cười không được mà không cười cũng không xong Hoàng Phủ Ngạn tước cố nén cười, hắn ông eo Liên Kiều, sủng nịch trách, nha đầu, đừng làm loạn nữa. Ồ, Liên Kiều rọt cổ, đưa tay bụng miệng. Nghị viên Kim Sơn, thật là ngại quá, vợ cháu không hiểu lễ tiết, thật xin lỗi. Hoàng Phủ Ngạn tước lưu loát nói một câu xin lỗi. Không cần, không cần, đừng khách khí như vậy, quý phu nhân ngay thơ chân thật như vậy thật đáng quý, không biết là con cháu cảo gia tộc nào, Kiên Sơn vừa cười vừa đáp lời. Hoàng thất mã lai, hoàng phủ ngạn tước vẫn điềm đạm cười. Trong mắt Kim Sơn sẽ qua một tia kinh ngạc, sau đó vội vàng nói, Ồ, thì ra phu nhân là cháu cưng của hoa đô lão nhân, hôm nay gặp thật là vinh hạnh cho tôi. Hoàng phủ ngạn tước nhẹ gật đầu. Ngạn tước, xin mời bên này, buổi tiệc sắp bắt đầu rồi. Ánh mắt Kim Sơn vừa thất vọng vừa luyến tiếc liếc về phía Liên Kiều, nếu như cô không phải là người phụ nữ của một trong tứ đại tài phiệt, nói thế nào đêm nay hắn cũng sẽ không dễ dàng buông tha món mồi ngon như vậy kiên vốn chẳng có niềm đam mê nào đặc biệt chỉ là đối với người đẹp rất có hứng thú cho nên tuy là tuổi tác đã cao nhưng bên cạnh không lúc nào thiếu những bóng hồng tối nay vốn có rất nhiều con gái nhà danh giá tham gia buổi tiệc nhưng chưa có cô gái nào lọt vào mắt hắn ngoại trừ cô gái này nhưng mà chỗ dựa của cô hắn tuyệt đối không thể xem thường ông kiên sơn xin hỏi ông có thấy lăng thiếu đường không liên kiều đột nhiên cất tiếng hỏi hả thiếu đường à thật trùng hợp hai người họ đến trước hai người không lâu lúc này chắc là đang ở khu vực dành cho khách quý bên kia tiếng ông mà liên kiều gọi kiên sân nghe vào tai hắn cực kỳ chói tai cực kỳ khó chịu hệt như đang nhắc nhở hắn ông là già rồi đừng cứ không biết liêm sĩ dòm ngó những cô gái trẻ nữa tốt quá ngạn tước chúng ta đi đến đó tìm họ đi nhanh lên liên kiều cười càng rạng rỡ kéo cánh tay hoàng phủ ngạn tước nũng nịu lên tiếng hoàng phủ ngạn tước vô lực cười cười hướng về phía nghị viên kiên sân thật ngại quá xin lỗi không tiếp chuyện ngài được xin mời tự nhiên kiên sân vội vàng nhường đường trong hương rượu ngào ngạt tiếng nhạc du dương truyền đến từng góc nhỏ trong đại sảnh dưới ánh đèn rực rỡ người nào người nấy đều ăn mặc lộng lẫy tận lực thể hiện sự sang trọng đẹp đẽ của mình muôn hình muôn vẻ đua nhau nhưng giữa đám người phủ đầy lụa là nhung gấm đó không khó nhìn thấy một thân hình cao lớn đầy khí phách như hạt giữa bầy gà. Thiếu đương Người đàn ông lập tức quay đầu, khi nhìn rõ mặt người mới đến, vội vàng lịch thiệp nói vài câu với người đối diện mình sau đó bước nhanh đến, vừa nhiệt tình vừa sảng khoái vòng tay ông lấy hoàng phủ ngạn tước. Thế nào mà lại đến đây, hoàng phủ ngạn tước biết còn cố tình chọc hắn. Ngạn tước, lâu ngày không gặp cậu thích giả ngốc với mình sao, lăng thiếu đường nhướng mi, cười nếu như không phải chủ nhân buổi tiệc là kiên sân lão và háo sắc này mình cũng không cần phải theo kỳ hình đến đây làm gì nói xong hắn nghiêng người nhìn về liên kiều đang nấp sau lưng hoàng phủ ngạn tước trên môi câu một nụ cười ngạn tước xem ra tâm tình của cậu cũng không khác mình bao nhiêu đâu cô ấy là liên kiều sao là cháu nội của hoa đô lão nhân sao hoàng phủ ngạn tước nhích người sang một bên kéo liên kiều bước lên trước vừa định giới thiệu nào ngờ cô đã vọt lên trước đến trước mặt lăng thiếu đường, đôi mắt màu tím sáng rực, đánh giá hắn một lượt từ trên xuống dưới. Lăng thiếu đường bị hành động của cô dọa đến giật mình, nhất là khi nhìn đến đôi mắt màu tím khác thường của cô, hắn nuốt một ngụm nước bọt nhìn lại hoàng phủ ngạn tước vẻ mặt như đang xem kịch vui đứng bên cạnh. Đến lúc bị cô nhìn đến toàn thân không được tự nhiên hắn mới thốt một câu, em, em nhìn cái gì? Chuyện này nếu đồn ra ngoài thật không biết phải làm sao nhìn người nữa, đỉnh đỉnh đại danh tổng giám đốc của lăng thị tài phiệt lại bị một cô nhóc mới lớn nhìn đến dựng tóc gáy môi liên kiều câu lên một nụ cười ngây thơ anh chính là lăng thiếu đường hả à phải lăng thiếu đường khôi phục lại tinh thần gật đầu liên kiều nghe vậy reo lên một tiếng sau đó nhảy bổ vào người hắn tốt quá rồi rốt cuộc em cũng gặp được anh ha ha cái này lăng thiếu đường vội vàng đưa hai tay lên để mặt cô nhóc vừa ông mình vừa điên cùng nhảy nhót Hắn không khó cảm nhận hai tiên nhìn sắc bén của hoàng phủ ngạn tước bắn qua mình Trời ạ! À, nhà đầu này chẳng lẽ muốn bọn họ huynh đệ tương tàn hay sao chứ? Nhà đầu, quả nhiên, hoàng phủ ngạn tước thấy vậy sắc mặt cũng thay đổi Lập tức tiến đến kéo cô lại Ngạn tước, cái đó Anh cũng thấy đó, tớ đụng cũng không dám đụng cô ấy đâu Lăng thiếu đường vội vàng giải thích hắn thật không muốn vô duyên vô cớ trở thành bia cắm phi đao. Này, ngạn tước, sao tự dưng anh lại kéo người ta lại chứ? Cổ tay liên kiều bị hắn nắm chặt nên hơi đau, cô không kìm được tiếng oán thán. Hoàng phủ ngạn tước bất mãn cau mày lại, em thân với cậu ta lắm sao? Liên kiều chu môi, anh ấy không phải là lăng thiếu đường sao chứ? Thấy anh ấy đương nhiên là vui rồi. Cái gì, giọng hoàng phủ ngạn tước chật cao vút khiến liên kiều cũng bị dọa giật mình. Lăng thiếu đường thấy vậy cố nén cười, mình nói này ngạn tước, cậu cũng quá nhạy cảm rồi đó, nói không chừng nha đầu này rất sung bái mình thì sao, hôm nay thấy mình đương nhiên là cao hứng vô cùng rồi. Nói xong hắn còn tinh nghịch hướng về phía hoàng phủ ngạn tước làm một cái mặt quỷ. Nào ngờ, còn lâu đi, vốn dĩ em vui khi nhìn thấy anh là bởi vì anh đã hứa dạy em cưỡi ngựa thôi, Liên Kiều nói thẳng. Phi, lần này đến lượt hoàng phủ ngạn tước nhìn không nổi bật cười, lại nhìn về phía lăng thiếu đường thấy mặt hắn sụ xuống trong lòng càng vui vẻ hơn. Thiếu đường. Đúng lúc này một giọng nói nhỏ nhẹ cất lên, ngạn tước, anh cũng đến rồi à. Giọng nói này, du dương dễ nghe như tiếng nhạc ngay lập tức khiến Liên Kiều chú ý. Nhìn về phía vừa cất lên tiếng nói, Liên Kiều nhìn thấy một cô gái, trên thân mặt một bộ lễ phục màu đen tạo nhã mà không giấu được vẻ đẹp tự nhiên, gương mặt xinh xắn như đáo hoa quỳnh chấm nở, đẹp không thể tả a à, liên kiều đưa tay bụng miệng che đi tiếng kêu kinh ngạc sững người nhìn lúc này hoàng phủ ngạn tước mới điềm đạm cười đáp lời kỳ hinh sao vừa nãy không thấy em vừa nãy em gặp một người quen hàn huyên mấy câu thật ngại quá kỳ hinh tiến đến vừa nói vừa cười ưu nhã như một đóa sen ngạn tước cô gái này chẳng lẽ là cô nhìn về phía liên kiều trong đôi mắt đẹp lộ ra một ý cười vừa nãy lúc đang chào hỏi một người khách quen Cô vô tình nhìn thấy cô gái này, ông lấy thiếu đường một giây kia, bất giác trong lòng có chút ghen tức. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt của Hoàng Phủ Ngạn Tước, cô liền hiểu trang gây. Một cô gái có thể khiến cho Ngạn Tước khẩn trương như vậy, nhất định chỉ có thể là Liên Kiều. Tuy hai người chưa chính thức cử hành hôn lễ, nhưng tin rằng mối quan hệ giữa hai người đã rất mật thiết. Mà đối với tính cách của Hoàng Phủ Ngạn Tước mà nói, cô gái này nhất định là người hắn yêu sâu sắc bằng không sẽ không quyết định kết hôn. Hoàng phủ ngạn tước cũng không giấu dến Hắn cười nhẹ Đưa tay viện lấy eo thon của Liên Kiều Nói cô ấy là Liên Kiều Vợ anh Nói xong nhìn về phía Liên Kiều Nhẹ giọng nói Nha đầu Cô ấy là Kỳ Hinh Liên Kiều như vẫn chưa tỉnh hồn lại Cô ngơ ngác nhìn Kỳ Hinh Kỳ Hinh cũng tươi cười nhìn cô Trong lòng không khỏi thầm khen đôi mắt màu tím quá xinh đẹp kia Thật không khác gì hai hạt châu long lanh tỏa sáng Thật quá thu hút qua một lúc thấy liên kiều không có phản ứng cô liền chủ động bước đến nhẹ giọng nói thì ra em là liên kiều em biết không em là cô gái đầu tiên mà ngạn tước luôn miệng nhắc đến đó giọng nói dịu dàng bên tai khiến liên kiều cảm thấy vô cùng ấm áp thấy cô đến gần mình sau đó bàn tay nhỏ nhắn của liên kiều đã bị cô nắm chặt lấy kỳ hình không biết cô gái này đang sững sờ nhìn cái gì chỉ cảm thấy cô gái trước mặt quá đáng yêu mà lại còn vô cùng xinh đẹp nữa Tin rằng chỉ có cô gái đáng yêu như vậy mới có thể thu phục trái tim của Hoàng Phủ Ngạn Tước thôi. Kỳ Hinh Một lúc sau Liên Kiều mới thì thào cất lời, lại giống như một em bé, nũng nịu ông lấy cô, Kỳ Hinh, chị thật đẹp, em thật thích chị. Thấy một màn này, Lăng Thiếu Đường giật bắn mình, hắn kéo mạnh cánh tay của Hoàng Phủ Ngạn Tước, thấp giọng hỏi, này, người phụ nữ của cậu chắc không phải. Ngay cả con gái cũng thích chứ. Hoàng Phủ Ngạn Tước nhướng mày, Trước giờ mình không biết thì ra trí tưởng tượng của cậu lại phong phú như vậy. Mình trước giờ cũng không biết cậu và thiên dục lại có cùng sở thích, lăng thiếu đường trào phúng nói. Thiếu đường, cậu đừng có đắc ý vội, tối nay cậu giữ sức tự lo cho mình còn hay hơn, hoàng phủ ngạn tước cười quỷ dị. Ý cậu là sao, lăng thiếu đường nghe hắn nói vậy, trong lòng không khỏi nổi lên một hồi chung cảnh báo. Ha ha, bàn tay to của hoàng phủ ngạn tước đặt lên vai bạn tốt khẽ vỗ vài cái, giọng đồng tình nói, từ từ sẽ hiểu thôi. Lăng thiếu đường như rơi vào một tầng mây mù, nhưng xem ra Hoàng Phủ Ngạn Tước không hề có ý định giải thích với hắn, chỉ đành binh đến tướng đỡ, dùng chiêu tiếp chiêu thôi. Còn bên góc kia, hai cô gái vừa gặp đã thân, chỉ hận không thể gặp nhau sớm hơn. Kỳ Hinh, chị sao lại đẹp đến thế này chứ? Liên Kiều thân thiết cầm tay Kỳ Hinh, ngọt ngào nói. Kỳ Hinh bị dáng vẻ đáng yêu này của cô chọc cười, nghiêng đầu nhìn lại cô, nói, Liên Kiều, lời này cũng chính là lời chị muốn nói với em đó. Trước khi chưa gặp em chị nghĩ mãi cũng không nghĩ ra rốt cuộc em như thế nào mà có thể thu phục được ngạn tước. Hôm nay gặp mặt đúng là vừa xinh đẹp vừa đáng yêu. À, Liên Kiều ngại ngùng hai tay che mặt, thì ra là chị đã biết em từ sớm rồi sao? Kỳ Hinh dịu dàng cười, đương nhiên rồi, không chỉ có chị, Tiểu Tuyền và Tử Tranh cũng rất tò mò về em. Ồ, đúng rồi, Tử Tranh chắc em đã gặp rồi. Đúng vậy, đúng vậy, Em ở công ty của cung quý dương gặp được chị tử tranh Chị ấy quả thật vừa xinh đẹp vừa tài giỏi Chị xem này, bộ lễ phục này là chị tử tranh đích thân thiết kế cho em đó Đẹp phải không? Em thấy thật là vinh hạnh, ha ha Liên Kiều cười hết sức trạng rỡ còn tinh nghịch xoay một vòng khoe bộ váy với Kỳ Hinh Trong mắt Kỳ Hinh xẹt qua một tia tán thưởng Tự đáy lòng nở một nụ cười Lúc chưa gặp Liên Kiều cô cũng có chút lo lắng Dù sao Liên Kiều cũng xuất thân từ dòng giỏi hoàng thất lại là đứa cháu mà hoa đô lão nhân yêu thương nhất, có thể tính tình không quá kiêu căng ngạo mạn nhưng biết đâu vẫn có chút kiêu ngạo của con cái nhà quý tộc, nào ngờ hôm nay gặp mặt quả thật khiến cô lau mắt mà nhìn. Liên Kiều, cô gái này quả thật có khí chất quý tộc không sai nhưng tuyệt đối không có chút kiêu căng ngạo mạn thường thấy nào của con cái dòng giỏi quý tộc cả, cô xinh đẹp mà ngây thơ, đơn thuần mà lương thiện, không hề có chút tâm kế nào, cũng không hề có chút đố kỵ nào, nhất là đối với vẻ đẹp và tài năng của một cô gái khác điều thường thấy ở các cô gái trẻ bây giờ. Tin rằng cô gái nào biết được khiêm tốn mới có thể khiến đàn ông động lòng. Bởi vậy, trong một chớp mắt nhìn thấy Liên Kiều kia, cô rốt cuộc cũng đã hiểu vì sao Hoàng Phủ Ngạn tước bị cô nhóc này dễ dàng chiếm lấy trái tim như vậy. Liên Kiều, tử tranh quả thật rất có mắt thẩm mỹ, thiết kế này của tử tranh vô cùng phù hợp với khí chất của em, tối nay em rất đẹp, Kỳ Hinh tươi cười nhìn cô. Liên Kiều tung tăng như chim sẻ quanh Kỳ Hinh, Kỳ Hinh, gặp chị rồi em càng tò mò về Tiểu Tuyền, không biết cô ấy là cô gái thế nào nhỉ? Nghe nói, cô ngừng lại một giây, muốn nói gì đó nhưng vẫn chưa mở lời. Kỳ Hinh cười cười, em muốn hỏi chị về thân phận của Tiểu Tuyền phải không? Trời à, Liên Kiều nhìn cô với ánh mắt sùng bái. Thì ra trực giác của chị mạnh đến vậy. Kỳ Hinh điềm nhiên cười, em đó, thật ngây thơ như một trang giấy trắng, chị làm sao không nhìn thấu tâm tư của em chứ? tiểu tuyền cô ấy quả thực xuất thân là một sát thủ Hoa! Wow. nói vậy thân thủ của chị ấy chắc là giỏi lắm có phải không đúng vậy không chỉ là thân thủ giỏi mà còn kỳ hinh cười thần bí vẻ đẹp của cô ấy càng khiến em kinh ngạc hơn thật sao liên kiều gấp rút hỏi kỳ hinh gật đầu đúng vậy vẻ đẹp của tiểu tuyền thật là hiếm có như chị là phụ nữ còn phải tán thưởng không thôi thì em cũng biết rồi đó càng quan trọng hơn là cô ấy còn biết dịch dung nữa đợi chút đợi chút đã liên kiều nghe cô nói sớm đã kích động đến ấp a à ấp úng run rẩy hỏi cô ấy thật sự biết dịch dung sao thật sao kỳ hinh gật đầu a liên kiều khu tay múa chân nói em muốn gặp cô ấy em quá hâm mộ cô ấy rồi liên kiều mỗi người ai nấy đều có ưu điểm cẩu riêng mình em cũng rất khiến người ta hâm mộ mà kỳ Hinh thân thiết nắm tay cô em á cô ngấm ngầm thương tâm em thì làm sao giỏi như các chị được tử tranh thì là nhà thiết kế vô cùng nổi tiếng tiểu tuyền thân thủ giỏi còn chưa nói lại còn giỏi thuật dịch dung nữa còn chị là tin anh trong giới kinh doanh em cái gì cũng không biết sao lại nói thế được chứ kỳ hình vỗ vỗ tay liên kiều giọng dịu dàng như nước điều mà em khiến mọi người hâm mộ nhất là trực giác trời sinh của em chỉ dựa vào điểm này những người bình thường như bọn chị làm sao mà có được chứ? nhưng mà có ích gì đâu, em chỉ lợi dụng nó trong kỳ thi thôi. Liên Kiều chung môi ai oán nói. Kỳ Hinh bật cười, em gái ngốc, đó là bởi vì em còn chưa biết được ý nghĩa tồn tại thật sự của nó mà thôi. Chị tin rằng có một ngày em nhất định sẽ biết được trực giác mà em có quan trọng đến thế nào. Liên Kiều suy nghĩ một lúc mới ngượng ngùng nói, em cũng nghĩ vậy. Sự lạc quan của cô khiến Kỳ Hinh càng yêu mến. Liên Kiều, ngoài điểm này ra, em có biết điểm đặc biệt của em là gì không? Liên Kiều ngơ ngác hỏi, thế nào, chẳng lẽ em còn ưu điểm nữa sao? Đương nhiên rồi. Kỳ Hinh cười, em đó, em có một sức hấp dẫn khiến ai cũng muốn thân cận, gặp em lần đầu tiên sẽ khiến phái nam thì thương mến, phái nữ thì yêu thích. Vậy sao? Liên Kiều suy nghĩ một lúc, nhưng mà đu đủ cái không thích em. Đu đủ? Ai là đu đủ cái chứ? Kỳ Hình không hiểu hỏi lại, sao lại có người có cái tên kỳ quái như thế chứ? Liên Kiều xua tay, là một cô con gái nhà giàu rất đáng ghét, thôi bỏ đi, đừng nhắc cô ta nữa, mất công ảnh hưởng tâm trạng của chúng ta. Kỳ Hình gật đầu, xem ra đây chỉ là ngoại hiệu cô nhóc này dùng để gọi người ta thôi, đúng là ai lại có cái tên như thế chứ. Ồ, đúng rồi. Liên Kiều chợt nghĩ ra điều gì, cô nhìn về phía hai người đàn ông đang đứng nói chuyện đằng kia, đôi mắt màu tím đảo một vòng sau đó gương mặt nhỏ nhắn chợt xẹt qua một tia ủy khuất kỳ hinh giọng nói nũng nịu khiến người ta không khỏi thương mến kỳ hinh nghe cô gọi mình như vật tim chợt mềm nhũng vội vàng quan tâm hỏi em sao vậy vừa nãy còn tốt lắm mà do kỳ hinh là con gái một cô từ lâu đã muốn có một cô em gái hôm nay gặp được cô gái dễ thương như liên kiều trong tiềm thức đã coi cô là em gái rồi kỳ hinh Lăng thiếu đường có phải rất nghe lời chị không? Liên Kiều bám lấy cánh tay cô, nũng nịu hỏi. Trên gương mặt trắng nõn của kỳ hinh nổi lên một phần hồng, Liên Kiều, em định nói gì đây? Liên Kiều cười càng ngọt, chuyện em muốn nói rất đơn giản, em biết Lăng thiếu đường rất thương chị cho nên lời chị nói hắn nhất định sẽ nghe, phải không? Kỳ hinh ngượng ngùng cười cười. Kỳ hinh, bây giờ chỉ có chị có thể giúp được em thôi đó, Lăng thiếu đường nhà chị bắt nạt em nha liên kiều thấy cô ngượng ngùng trong lòng càng đắc ý vội vàng lên tiếng tố cáo kỳ hinh bị lời của cô hù đến giật cả mình em nói thiếu đường bắt nạt em hắn đã làm gì chứ liên kiều đảo mắt về phía lăng thiếu đường trong ánh mắt lóe lên một tia tinh nghịch còn lăng thiếu đường cách đó không xa bất giác thấy lạnh cả sóng lưng kỳ hinh lăng thiếu đường anh ấy nói chuyện không giữ lời liên kiều đau khổ tố cáo rõ ràng anh ấy đã hứa sẽ dạy em cưỡi ngửa nhưng tới bây giờ cũng chưa thực hiện hừm chị nói có phải là anh ấy bắt nạt người quá đáng không kỳ hinh đột nhiên hiểu hết thì ra cô nhóc nói là chuyện này lúc đó hoàng phủ ngạn tước vì đáp ứng điều kiện kết hôn của liên kiều mà tính kế nhờ sự giúp đỡ của mấy người bạn nghĩ đến đây cô cố gắng nén cười nói ồ xem ra đúng là anh ấy nói không giữ lời rồi thật quá đáng mà cho nên, Liên Kiều cười vui vẻ vừa níu tay Kỳ Hinh vừa nũng nịu nói, chị phải đứng về phía em nha, bắt lăng thiếu đường dạy em cưỡi ngựa cho đến khi em học được mới thôi. Nếu như anh ấy không nghe lời, vậy chị? Ừm, chị phạt anh ấy quỳ gối hoặc ra vườn nhổ cỏ, có được không? Ừ, Kỳ Hinh rốt cuộc nhìn không nổi nữa, bật cười, đây xem ra cũng là một cách hay. Hai cô gái cùng cười thật gian xảo. Sau đó, thiếu đường, Kỳ Hinh dịu dàng gọi, vẫy tay về phía hắn. Lăng Thiếu Đường và Hoàng phủ Ngạn Tước cùng bước đến, hai người đàn ông cao ráo, lịch lãm đứng ở bên cạnh nhau hiển nhiên là tiêu điểm chú ý của tất cả mọi người trong đại sảnh yến tiệc. Thực ra sau khi họ xuất hiện ở buổi tiệc đã có không ít nhân sĩ của cả giới kinh doanh cùng chính trị muốn vin cơ hội mà làm quen nhưng trong tứ đại tài phiệt có một quy định bất thành văn mà không ai dám phạm phải. Đây cũng không kể là quy định gì chỉ là giống như một loại uy hiếp vô hình trung xuất hiện khi có mặt họ nhiều muốn tuyên cáo với người ngoài một thông điệp đừng làm phiền chúng tôi khi bọn họ đang nói chuyện cho nên cũng không có ai dám đến làm rộn hai người đang nói chuyện dù đó là ước mơ của nhiều người hai người đàn ông bước đến chia nhau đừng cạnh người phụ nữ của mình hai cô gái này nói chuyện đến quên trời quên đất lăng thiếu đường đưa tay chặn một người phục vụ lại lấy mấy ly sâm banh chia cho bốn người đương nhiên rồi thiếu đường em hỏi anh kỳ hình nhấp một hớp sâm banh xoay mạo về phía hắn vẻ mặt nghiêm trọng hỏi lăng thiếu đường không hiểu vì sao kỳ hình lại có vẻ mặt như vậy trong lòng có chút lo lắng hả được em hỏi đi liên kiều cố nhịn cười vùi mặt vào lòng hoàng phủ ngạn tước thiếu đường anh sao lại có thể như thế chứ rõ ràng đã hứa với người ta mà không làm anh làm em thất vọng quá rồi kỳ hình càng nói càng làm ra vẻ không vui thấy cô như vậy lăng thiếu đường trong lòng càng gấp hắn choàng tay qua vai cô gấp gáp hỏi hình nhi em sao vậy anh anh đã làm gì chứ đừng có giả vờ ngây thơ có được không anh rõ ràng đã hứa với liên kiều sẽ dạy cô ấy cưỡi ngựa thế nào mà lâu như vậy vẫn không có động tĩnh gì chứ kỳ hình thấy hắn như thế nhìn không được bật cười nói a à, hả thì ra là chuyện này lăng thiếu đường bị hù đến toát mồ hôi lạnh hình nhi anh nhớ mà anh sẽ làm yên tâm Kỳ hình nhìn về phía Liên Kiều, nháy mắt một cái sau đó nhìn về phía Lăng Thiếu Đường, lúc nào? Cho em một ngày chính xác. Cái này. Lăng Thiếu Đường nhìn hai cô gái đang ra hiệu cho nhau, cố tình kéo dài giọng, nhìn Liên Kiều nói, vậy phải xem tâm tình của Liên Kiều tiểu thư nhà chúng ta. Tâm tình của em cực tốt. Có thể học ngay lập tức, Liên Kiều vội vàng nói. Hoàng Phủ Ngạn tước sủng nịch cười, lắc đầu. Lăng Thiếu Đường nhìn há, này, phụ nữ của cậu tinh lực cũng không phải tốt bình thường đâu nha đầu này trước giờ ham chơi nghe chỗ nào có gì hay liền ngủ không được hận không thể lập tức chạy qua hoàng phủ ngạn tước nhẹ kéo eo thon của cô cúi đầu nhìn cô cười lăng thiếu đường cũng nhìn liên kiều nhếch môi nhưng mà tiểu nha đầu em thật sự muốn học cưỡi ngựa sao liên kiều cho mày anh phải gọi em là liên kiều không được gọi em là tiểu nha đầu tại sao lăng thiếu đường kỳ quái kêu lên còn có quy định này nữa sao anh thật ngốc nha liên kiều là tên của em mà anh nói chuyện với người ta đương nhiên là phải kêu tên người ta rồi liên kiều ném cho hắn một ánh mắt anh thật ngu ngốc nhưng anh gọi em là nha đầu cũng đâu có sai lăng thiếu đường ngược lại rất nhẫn nại đấu khẩu với cô đương nhiên là sai rồi liên kiều trừng hắn một cái anh lại không phải là ngạn tước anh không được gọi em là nha đầu ồ lăng thiếu đường cười tà mị thì ra là như thế nữ sinh ngoại tộc câu nói này không sai chút nào, ngàn tước, thấy chưa, toàn bộ tâm tư của cô ấy đều đặt trên người cậu rồi. Hoàng phủ ngạn tước cũng không ngờ Liên Kiều sẽ nói như vậy, trong lòng vừa ngọt ngào vừa ấm áp, hắn không nói gì nhưng khóe môi câu lên một nụ cười thỏa mãn. Này, lăng thiếu đường, anh đừng chuyển đề tài chứ, lúc nào thì dạy em cưỡi ngựa đây. Nếu còn không cho em câu trả lời chính xác, đợi anh về đến nhà sẽ thảm lắm đó, Liên Kiều cười gian xảo thấy ánh mắt sáng rỡ của cô, tính nghịch ngợm trong lòng hắn chợt trỗi dậy, hắn ngược lại muốn chọc cô gái trước mặt một hồi. Từ đầu đến giờ hắn đã nghe nhiều về bản lĩnh chỉnh người của Liên Kiều, chỉ là hôm nay gặp được thấy cô nhỏ nhắn yếu ớt, tin chắc cũng chẳng lợi hại như lời đồn đâu. Liên Kiều, em nói vậy là không đúng nha, kỳ hình thương anh còn không kiếp, làm sao nỡ bỏ mặt anh đây? Thiếu đường, anh thật đáng ghét, kỳ hình bị hắn nói xấu hổ đến đỏ cả mặt. Liên Kiều cũng không gấp, cô thông dong hỏi, vậy là... Anh định nuốt lời phải không? Hắn dám thử xem. Trong lòng cô tự nhủ. Đáy mắt Liên Kiều chợt xẹt qua một tia giảo hoạt, đôi mắt màu tím nhấp nháy một tia nhìn khiến người không thể không đề phòng. Chỉ tiếc là lăng thiếu đường căn bản không biết điểm này, càng không để ý đến ánh mắt tra hiệu mà Hoàng Phủ Ngạn tước không ngừng nháy hắn, ngược lại cười càng sảng khoái. Ồ, anh đương nhiên là không nuốt lời rồi, chỉ là nhìn em còn nhỏ như vậy Lại yếu ớt như vậy Anh thật lo là cưỡi ngựa bộ môn vận động này Không thích hợp với em cho lắm Anh nói cái gì Liên Kiều liếc nhìn Lăng Thiếu Đường Trên môi miễn cưỡng nặng ra một nụ cười Nhưng đáy mắt không ngừng chấp động Hoàng Phủ Ngạn Tước đứng bên cạnh Không khỏi lo thầm cho người bạn tốt Cái tên này Ngày thường tin ranh là thế mà sao hôm nay cứ cố tình vượt qua giới hạn cuối cùng của Liên Kiều làm gì chứ? Tiếc là Lăng Thiếu Đường cứ muốn đi tiếp con đường này. Ha ha, Liên Kiều, anh chỉ là lo lắng một chút thể chất của em thôi mà, cũng không có ý gì khác, em cũng biết đó, cưỡi ngựa là một loại hoạt động cực kỳ tốn sức, tính tình em lại nóng nảy như thế, làm sao học đây? Nhưng ngựa thì anh sẽ tặng em một con để nuôi chơi. Chỉ một con ngựa nho nhỏ mà muốn mua chuộc em sao, Liên Kiều tức tối thốt lên, ti nhìn giáo hoạt trong đôi mắt màu tím càng rõ rệt. Hay, Hoàng Phủ Ngạn tước vô lực lắc đầu, hắn hoàn toàn có thể hình dung kết cục của lăng thiếu đường rồi. Còn kỳ hình hình như cũng cảm giác được điểm này, cô vội vàng kéo áo lăng thiếu đường ra hiệu. Xem ra lăng thiếu đường hoàn toàn đánh giá thấp năng lực của cô nhóc trước mặt, cho nên ánh mắt ra hiệu của hoàng phủ ngạn tước, sự ngăn cản của kỳ hình, những lời cảnh báo của cung quý dương toàn bộ đều quăng lại phía sau. Tiểu nha đầu, nếu như em thật lòng muốn học, anh có thể dạy em ngay, chỉ là em phải điều chỉnh một chút tính tình không tốt của mình anh nghe nói ngạn tước cái tên này chưa được em đồng ý đã tự tiện giúp em chuyển trường. Đương nhiên tâm trạng không tốt rồi, nếu bây giờ mà học cưỡi ngựa, lọc cà lọc cọc như vậy, nếu không điều chỉnh tốt tâm trạng thì không được đâu, lăng thiếu đường cười sảng khoái. Liên Kiều hơi hít mắt nhìn hắn, lăng thiếu đường đáng chết kia, anh chết chắc rồi. Hoàng Phủ Ngạn tức thấy mình liên tục dùng ánh mắt tra hiệu nhưng tên kia cứ phớt lờ, cuối cùng cũng bỏ cuộc, thiếu đường ơi là thiếu đường, cả một đời anh minh của cậu chỉ sợ là sẽ bị hủy trong tối nay thôi. Cái tên cung quý dương thích chỉnh người đến thế kia mà còn bị liên kiều chỉnh cho lên bờ xuống ruộng, lần này xem ra lăng thiếu đường không thoát khỏi giáo huấn rồi. Lăng thiếu đường chẳng để ý gì đến ánh mắt càng lúc càng tỏ ra nguy hiểm của liên kiều, hào sản vỗ vai cô nói, được rồi, buổi tiệc bắt đầu rồi, liên kiều, em phải suy nghĩ cho kỹ, bằng không. Từ trên lưng ngựa té xuống đất, cái mông sẽ nở hoa giống như lần trước ngạn tước đánh em đó nha. Nói xong liền xoay qua kéo tay kỳ hình hướng về phía đại sảnh bước đi. Liên kiều hung hăng trừng hắn một cái, sau đó đột ngột xoay sang hoàng phủ ngạn tước. Lăng thiếu đường sao lại biết chuyện em bị đánh? Hả? Gia đầu hoàng phủ ngạn tước tê dại, cái này không phải là anh nói cho cậu ta biết đâu. Cái tên lăng thiếu đường đáng chết này, tự mình muốn nhảy vào biển lửa thì thôi đi, lại còn kéo mình vào cuộc, uổng công mình nãy giờ lo lắng cho hắn. Thật đáng chết. Nếu như anh không nói làm sao anh ấy biết được, còn chưa đợi hắn giải thích, cô đã dẫm chân tức tối, hừm, đợi về nhà chúng ta tính sổ sau, em phải dạy dỗ tên kiêu căng tự đại kia một trận mới được. Nói xong không đợi Hoàng Phủ Ngạn Tước trả lời đã bực dọc đi như chạy về phía Lăng Thiếu Đường vừa đi. Hoàng Phủ Ngạn Tước lo thầm dùm bạn tốt. Lăng Thiếu Đường, tự cầu đa phúc đi. Bầu không khí trong buổi tiệc vô cùng náo nhiệt, toàn bộ hoạt động từ thiện được diễn ra hết sức thuận lợi mà sự có mặt của người của tứ đại tài phiệt đúng là như gấm thêm hoa, khiến cho cả buổi tiệc càng thêm phần trịnh trọng. Hoàng Phủ Ngạn Tước và Lăng Thiếu Đường không ngừng bị đám nhân sĩ vây lấy còn Liên Kiều lại bị kỳ hình dẫn đi làm quen với các cô gái con nhà quyền quý khác. Mà các cô gái này vốn chẳng tạo được hứng thú gì nơi Liên Kiều, Cô trước giờ vẫn thích mới mẻ cùng tự nhiên cho nên rất nhanh đã bị các chai rượu đủ màu sắc và hình dạng bên bartender thu hút sự chú ý, liền không ngừng hướng ánh mắt về phía đó. Tuy là như vậy nhưng trong lòng vẫn luôn vướng mắc chuyện cưỡi ngựa, cái tên Lăng Thiếu Đường đáng chết đó lại dám đem chuyện mất mặt kia ra mà cười nhạo cô, nhất định phải tìm cơ hội trả thù mới được. Ánh mắt chợt lướt qua Lăng Thiếu Đường đang đứng giữa một đám người lại nhìn về phía Hoàng phủ Ngạn Tước, ừm. Nhất định phải tránh tầm nhìn của ngạn tước mới được bằng không bị hắn bắt gặp không phải là phải chịu một phen trừng phạt nữa sao? Cô tìm một chiếc ghế ngồi xuống, mãi mê suy nghĩ đến nỗi chân mày sắp dính vào với nhau. Liên Kiều, sao vậy? Đến đây đi, kỳ hình bước đến kéo nhẹ tay cô, quan tâm hỏi. Liên Kiều chu chu môi để mặt kỳ hình kéo mình đi, trong cái đầu nhỏ không ngừng suy nghĩ, ánh mắt vô tình liếc qua một lối đi nhỏ dẫn đến phòng vệ sinh, đột nhiên trong đầu xẹt qua một ý tưởng. Ha ha, có cách rồi. Liên Kiều vui vẻ cười, suýt nữa hưng phấn đến nổi reo lên. A, à, Kỳ Hinh, em, em xin phép một chút. Kỳ Hinh không biết âm mưu của cô, chỉ gật đầu. Liên Kiều cấp tóc vọt về phía nhà vệ sinh. Lăng thiếu đường, lúc nãy anh đắc ý như vậy, đợt lát nữa sẽ biết sự lợi hại của Liên Kiều. Trong lối đi nhỏ được ốp thủy tinh và thép sáng loáng, hai bên tường đều phản chiếu gương mặt tươi cười của Liên Kiều. Điểm cuối của lối đi là phòng vệ sinh, bởi vậy cả lối đi rất vắng vẻ. Phòng vệ sinh nam nữ được thiết kế riêng biệt, phía ngoài đều treo một cái biển mạ vàng đánh dấu ký hiệu nam và nữ. Liên Kiều bụng miệng cười, chẳng cần suy nghĩ thêm, trực tiếp lấy hai tấm biển mạ vàng xuống, thay đổi cho nhau. Ký hiệu nam treo lên phòng vệ sinh nữ, ký hiệu nữ treo lên phòng vệ sinh nam. Hắc hắc. Lăng Thiếu Đường, hôm nay phải để anh thưởng thức một chút sự lợi hại của bản cô nương. Sa cúc khi xong việc ở phòng vệ sinh, nụ cười trên môi liên kiều càng rạng rỡ càng đắc ý, đôi mắt màu tím không ngừng lóe lên những tia quỷ dị. Dám đắc tội với liên kiều sao? Kết quả sẽ là rất thảm. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Khi Liên Kiều từ trong phòng vệ sinh bước ra, vẻ tinh nghịch trên mặt sớm đã thay bằng vẻ lịch thiệp. Khi một nhân viên phục vụ lướt qua cô, Liên Kiều nhẹ nhất tay cầm lấy một ly rượu đỏ. Nhìn qua lớp thủy tinh, màu đỏ của rượu nhìn càng mê người chất rượu sóng sánh mùi thơm ngào ngạt vừa ngửi cũng biết là rượu quý nhưng bên một phía này của chiếc ly thủy tinh nụ cười của liên kiều càng trở nên tà mị cô đi thẳng về phía lăng thiếu đường trong những trường dạ tiệc như tối nay oanh oanh yến yến tề tựu thân sĩ cùng thuộc nữ không ngừng khoe khoang vẻ lịch thiệp như một loại chuẩn mực để đánh giá nhưng mà theo tiếng vỡ thanh thúy của thủy tinh đám người vốn hết sức lịch thiệp kia chợt trở nên hỗn loạn sau đó là một tiếng kêu thất thanh của một cô gái Lan Thiếu Đường ngơ ngác nhìn một mạng trước mắt Đôi người vốn sắc bén như chim ưng chật trừng lớn Hắn nhìn về phía áo vét của mình Sau đó nhìn chầm chầm về phía tác giả của tai họa kia Thiếu Đường, sao vậy? Đang cùng một chính khách thảo luận sự vụ gì đó Hoàng Phủ Ngạn tước thấy vậy liền tách đám đông đang hỗn loạn ra Tiến đến Cách sau lưng hắn không xa là kỳ hình Trời ơi, Thiếu Đường, áo của anh có chuyện gì thế? Kỳ hình hốt hoảng kêu lên một tiếng. Ngạn tước, cậu đến thật đúng lúc, quản lý cho tốt người phụ nữ của cậu vào, lăng thiếu đường tức đến sắp phát điên. Áo vét của hắn bị rượu vang nhuộm ướt một mảng lớn. Mà thủ phạm đang đứng trước mặt hắn, đầu cuối thấp đến không thể thấp hơn, không ai khác hơn là. Liên Kiều Hoàng phủ ngạn tước nhìn thấy liền hiểu ngay rốt cuộc là chuyện gì, hắn cố kìm một tiếng cười, nhìn Liên Kiều nói, nha đầu, sao lại không cẩn thận như vậy. Liên Kiều nghe vậy, ngẩng đầu lên, vẻ đáng thương nói, ngạn tước, người ta không phải cố ý đâu, em chỉ là đứng ở một bên thôi mà, ai mà biết anh ấy đột nhiên xoay lại. Lăng thiếu đường nghe cô nói vậy, cơn tức càng dâng lên nhưng nhìn thấy ánh mắt của nhiều người đang hướng về phía mình, cũng lạnh lùng quét mắt một vòng, đám người xem náo nhiệt thấy vậy thức thời tản ra. Ngạn tước Thấy không có ai quan sát nữa, lăng thiếu đường mới nghiến răng nghiến lợi nhìn hoàng phủ ngạn tước, nói gắn từng tiếng, chắc là câu không tin lời người phụ nữ của cậu nói chứ? Hoàng Phủ ngạn tước chống tay lên trán, thấp giọng cười. đương nhiên là tin rồi. Cô ấy nói mình không cố ý mà. đáng chết. Cô ấy rõ ràng là cố ý mà. nhất định là muốn trả thù mình. Lăng Thiếu Đường chuyển ánh mắt về phía Liên Kiều, nhìn thẳng vào đôi mắt màu tím của cô. bởi vì trong lòng em không phục cho nên mới làm vậy, phải không? em đâu có. Liên Kiều vẽ mặt vô tội đôi mắt lóng lánh nước anh đúng là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử mà cái gì lăng thiếu đường nhất thời không hiểu ý cô là sao chỉ tay về cô lại chỉ về phía hoàng phủ ngạn tước cô ấy nói cái gì hoàng phủ ngạn tước bật cười tốt bụng giải thích với hắn vừa nãy cô ấy nói anh là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử cái gì cậu lăng thiếu đường sắp điên rồi kỳ hình em nhìn cậu ta kìa Liên Kiều vội chạy đến trước mặt Kỳ Hinh, vẻ mặt ủy khuất, em đã nói là em không có cố ý rồi, anh ấy sao lại nhỏ mọn như thế chứ? Kỳ Hinh nhịn không nổi bật cười, đúng đó, nếu nói như em, anh ấy quả thực là một người đàn ông nhỏ mọn. Lăng thiếu đường bất lực xua tay, các người. Người nào người nấy đều như vậy. Hôm nay quả thực là ngày xui xẻo của tôi. Trong lòng Liên Kiều vui đến nỗi sắp nở hoa nhưng vẫn nén xuống, đi đến trước mặt Lăng Thiếu Đường. Thôi bỏ đi, em biết cũng là do em vụng về, vậy đi, em đi cùng anh rửa một chút. Em đi rửa với anh. Thật tốt bụng đến thế sao, Lăng Thiếu Đường cảnh giác hỏi. Này, anh sao lại nhàm chán thế? Thật không hiểu sao Kỳ Hinh lại thích anh được chứ? Hai. Liên Kiều sụ mặt nói, em biết là em làm sai, em xin lỗi anh, đừng có dùng cái ánh mắt cảnh giác ấy nhìn em nữa. Hoàng phủ ngạn tức nghe vậy, nhìn cười nói, Thiếu Đường liên kiều rất ít nói xin lỗi ai hôm nay coi như cậu là ngoại lệ đấy lan thiếu đường nghe hắn nói vậy lòng vẫn còn hoài nghi nhìn lại liên kiều nhưng cũng bị lời của hoàng phủ ngạn tước làm cho lung lay chỉ tiếc là đây là lần đầu tiên hắn gặp liên kiều lần đầu tiên tiếp xúc với liên kiều cho nên đương nhiên không biết trong lòng cô tốt bụng đến cỡ nào thôi bỏ đi anh tự đi hắn vốn cũng không định tính toán gì với cô dù sao liên kiều cũng là vợ của ngạn tước Thấy hắn bước nhanh đến phòng vệ sinh, Liên Kiều bụng miệng cười trộm, sau đó nhìn về phía Hoàng Phủ ngạn tước. Ngạn tước, em đem khăn lông cho anh ta nhé. Nói xong cũng hướng về phía phòng vệ sinh mà đi. Nha đầu, Hoàng Phủ ngạn tước chặn cô lại. Liên Kiều quay đầu, gì vậy, trong ánh mắt xẹt qua một tia cảnh giác. Đừng nghịch ngầm nữa, Hoàng Phủ ngạn tước cảnh cáo một câu. Ai y em biết rồi, nói xong vội vàng chạy về phía lối nhỏ kia. Hoàng phủ ngạn tước vô lực lắc đầu cười, kỳ hình thấy vậy rất hiếu kỳ hỏi hắn, ngạn tước, anh sao vậy? Không có gì chứ? À, không, không có gì, trong lòng hắn âm thầm nói thêm một câu, người có chuyện chắc là lăng thiếu đường của em kìa. Thiếu đường ơi! Lăng thiếu đường vừa vào đến phòng vệ sinh, không do dự mà đi thẳng đến vòi nước, cởi áo vét ra đặt ở một bên lavabo sau đó hình về phía bình nước rửa tay ở trước vòi nước. Hắn đưa tay ấn vào bình nước rửa tay, Hình như không có mùi thơm vốn có của xà phòng mà là a à, lăng thiếu đường kinh hải kéo lên một tiếng Trên gương mặt chợt mất đi vẻ điềm tĩnh vốn có Nhìn lại áo vét của mình Trên chiếc áo may bằng chất liệu cao cấp kia bốc lên một làn khói mỏng Sau đó cả căn phòng thoang thoảng một mùi vị vô cùng kích thích khứu giác Đáng chết Lăng thiếu đường trong lòng kinh hải Hắn vội vàng mở nắp bình nước rửa tay ra xem sau đó mới tức tối phát hiện ra trong đó vốn chẳng có xà phòng gì mà là. Một loại axit. Đáng chết. Là ai làm chuyện này chứ? Bên trong bình xà phòng sao lại có axit được chứ? Đang lúc mang một bụng tức tối đứng đó, Lăng Thiếu Đường chợt thấy cửa phòng vệ sinh bị ai đó chậm chậm đẩy ra. Là Liên Kiều. Cô đang hiếp mắt cười thật quỷ dị. Mà mặt Lăng Thiếu Đường thì kinh ngạc ngoài sức tưởng tượng. Sao em lại vào đây? Liên Kiều bụng miệng cười, thông thả nói, tại sao em lại không thể vào đây? Lăng Thiếu Đường. Cô đẩy người về phía hắn, cười xấu xa, "Câu này là em hỏi anh mới đúng nha, anh sao lại vào đây?" Em Lăng Thiếu Đường càng lúc càng cảm thấy không đúng, ngay cả bầu không khí cũng hết sức khác thường. Đúng lúc này, Liên Kiều bất thình lình nâng điện thoại lên, ấn chụp vài lần. "Em đang làm gì vậy?" Lăng Thiếu Đường cảm thấy sau lưng lạnh buốt. "Ồ, em chỉ muốn lưu lại bằng chứng mà thôi, Wow, anh thật ăn ảnh nha." Liên Kiều hào hứng vẫy vẫy điện thoại, ánh mắt lóe lên một tia đắc ý. Lưu lại chứng cứ. Em lăng thiếu đường nhất thời hoang mang, không nói hai lời bước nhanh ra cửa, ngẩng đầu nhìn. Rõ ràng là biển báo phòng vệ sinh nữ. Trời ạ. À, hắn vừa bước vào phòng vệ sinh nữ. Không đúng nha, lúc hắn bước vào, bên trên rõ ràng là ký hiệu phòng vệ sinh nam kia mà. Nhất định là Liên Kiều giở trò quỷ, từ đầu đến cuối đều là cô thật là nha đầu quỷ. Lăng thiếu đường lửa giận bừng bừng vừa mới định đẩy cửa phòng vệ sinh vào tìm cô tính sổ thì chợt cảm thấy không thỏa đáng. Hắn như vậy lại xông vào nhà vệ sinh nữ thì đang suy nghĩ thì cửa phòng chợt mở ra, liên kiều nghiêng đầu ra nhìn về phía lăng thiếu đường cười gặp bụng. Ha ha. Cô vừa cười vừa chỉ về phía hắn. Chẳng lẽ anh còn muốn vào lần nữa sao? Ha ha. Đáng chết. Em dám tính kế anh. Lăng Thiếu Đường không ngờ mình lại bị một cô nhóc chơi xỏ, chuyện này sao có thể chứ? Liên Kiều cười đến sắp đứt hơi. Không được cười nữa. Lăng Thiếu Đường kéo cô qua một bên, tức tối hỏi, "Bạn đánh dấu trên cửa là em đổi phải không? Còn có axit trong bình xà phòng, toàn bộ đều là em làm sao?" Liên Kiều cố nén cười, trả lời hắn, "Anh thật thông minh." Lăng Thiếu Đường quả thật bị chấn động rồi. Từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng bị ai chơi xỏ đến mức này Tuy nói cùng Quý Dương là người nghịch ngợm nhất thích đùa bẩn nhất trong số bốn người bọn họ Nhưng hắn trước giờ chưa bao giờ dùng thủ đoạn Trẻ con nghịch ngợm như thế này Liên Kiều, em cũng to gan thật Vì chính anh mà tự mình lén chạy đến phòng vệ sinh năm sau Hắn còn chưa tiêu hóa nổi cơn tức thì nhưng đồng thời cũng ngoại ý muốn hết sức đồng tình với ngạn tước Liên Kiều vẫn còn tức cười, không dễ dàng gì mới nhìn xuống được, chạy vội ra. Ha ha, lăng thiếu đường, anh thật ngốc nha, vừa nãy anh vào là nhà vệ sinh nữ mà, ha ha. Gì chứ, lăng thiếu đường giật mình. Không tin anh nhìn xem, Liên Kiều bình thản chỉ tay về một phía. Lăng thiếu đường nhìn theo hướng tay cô chỉ. Một cô gái xinh đẹp đang hướng về phía đó đi đến, trong một khoảnh khắc nhìn thấy lăng thiếu đường ở đó, trên mặt rõ ràng là bất ngờ và sợ hãi. Đầu lăng thiếu đường không tránh khỏi một cơn choáng váng, hắn không nói gì thêm, trực tiếp kéo liên kiều đi về một hướng khác. trời ạ, à, lăng thiếu đường chưa có lúc nào bê bối như vậy. liên kiều, hắn nghiến răng nói, có phải trước tiên em đem đổi hai bản hiệu của phòng vệ sinh nữ và nam với nhau rồi cố tình đổi rượu lên áo anh, biết rõ anh sẽ vào nhầm phòng vệ sinh sau đó lại còn dùng axit làm hỏng áo của anh không? em thật quá đáng mà. liên kiều xua tay, không, đó còn chưa hết đâu. em còn muốn thế nào nữa? lăng thiếu đường quả thật không tưởng tượng nổi ngạn tước ở bên cạnh cô lâu như vậy làm sao mà còn sống đến bây giờ nếu như là hắn không bị nữ ma đầu này chọc tức chết thì cũng là bị chỉnh tức chết lâu rồi liên kiều ung dung vẫy điện thoại về phía hắn thấy điện thoại của em không bên trong chụp mấy tấm hình làm bằng chứng anh xông vào nhà vệ sinh nữ đó đường đường là tổng tài của lăng thị tài phiệt lại xông vào phòng vệ sinh nữ lúc ban đêm còn làm cô gái như em hoảng sợ hô hô cái tin này nhất định sẽ sốt dẻo lắm đây đáng chết lăng thiếu đường quả thật tức chết rồi hắn vậy mà hết lần này đến lần khác rơi vào bẫy rập của một cô nhóc mà nguyên nhân chỉ bởi vì hắn quá khinh địch nói đi em muốn thế nào người ngu hơn nữa cũng có thể nghĩ ra tất cả những chuyện cô làm đều là có ý đồ nụ cười của liên kiều càng sáng lạn ừ không hổ là người của tứ đại tài phiệt kẻ biết điều mới là tuấn kiệt nha là người thức thời mới là trang tuấn kiệt Lăng thiếu đường cắn răng nhả ra từng chữ. Mắt liên kiều lóe lên một tia cảnh cáo. Anh ên biết hậu quả một khi em phát ra những tấm ảnh này nha. Được được được, em muốn nói thế nào tùy em. Nói đi, muốn gì, hắn quả thực bị nha đầu này đánh bại rồi. Đơn giản thôi, trước hết, anh phải xin lỗi em. Liên kiều một bộ cây ngay không sợ chết đứng, nói. Anh xin lỗi em. Có nhầm lẫn gì không đó? Là em chỉnh anh trước. Lời của Lăng Thiếu Đường còn chưa nói hết thì đã thấy Liên Kiều vẫy vẫy điện thoại, hắn đành nuốt xuống. Được được, anh xin lỗi em, là anh không đúng, hắn liền rất thức thời, nói xin lỗi. Liên Kiều thỏa mã gật đầu, ừm, nói. Mình sai ở đâu? Hả? Lăng Thiếu Đường ngây ngốc tại chỗ. Đáng chết. Hắn làm sao biết mình sai ở đâu chứ? Hắn đã làm gì sai đâu chứ? Liên Kiều nghiêng đầu nhìn hắn. Lăng Thiếu Đường, anh ngay cả mình sai ở đâu cũng không biết sao Vừa nãy ai nói em trẻ con hả Là ai cười nhạo em không thể cưỡi ngựa hả Là ai nói em dùng từ không đúng hả Lại còn tám chuyện em bị đánh nữa hả Một tràng buộc tội Từng câu từng chữ hướng về lăng thiếu đường Lần này thì lăng thiếu đường ngây ngốc thật sự rồi Hắn cuối cùng đã hiểu Lòng dạ đàn bà rốt cuộc là hẹp hòi đến đâu Những chuyện lông gà vỏ tỏi vậy mà cô toàn bộ đều ghi nhớ trong lòng Trời ạ Hắn đầu hang, nhẹ lắc đầu Liên Kiều, ok, anh xin lỗi em Anh không nên nói em như vậy Vậy được rồi chứ Vậy còn được, Liên Kiều cười càng tươi Vậy hình chụp đó Ách, có thể xóa đi được chưa Lăng thiếu đường dè dặt hỏi lại Chỉ sợ cô cao hứng đem hình đó đi truyền ra ngoài thật Hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi Đôi mắt màu tím của Liên Kiều đảo một vòng sau đó mới nghiêng đầu nói, đâu có cần xóa đó nhờ như vậy. Tiểu tổ tông, em còn muốn thế nào nữa? Lăng thiếu đường quả thật sắp điên mất rồi, hôm nay đúng là ngày xui xẻo của hắn mà, ngay giờ phút này, rốt cuộc hắn đã hiểu ý những lời dặn dò của cung quý dương ngày đó rồi. Đơn giản thôi mà. Liên kiều dài giọng vừa nói vừa đi về phía trước còn lăng thiếu đường chỉ còn cách bước theo sau, vẻ mặt bất đắc dĩ. Vậy anh có dạy em cưỡi ngựa hay không đây, giọng nói có chút đắc ý. Vậy, Lăng Thiếu Đường rầu rĩ trả lời. Với lại, em muốn con ngựa tốt nhất trong mã trường của anh, anh có đồng ý không? Đồng ý. Ừm, cho dù em học cưỡi ngựa không thành thì anh cũng không được đem cờ hờ này tình đó ra cười nhạo em, càng không thể để cho người khác biết được, anh làm được không? Được. Hô hô, lần này Liên Kiều xoay người lại nhìn vào gương mặt đầy vẻ bất đắc dĩ của hắn, cười càng sáng lạng, như vậy mới đúng chứ. Nếu như vừa nãy anh đồng ý với em thoải mái như vậy thì đâu phải chịu khổ như bây giờ chứ. Vậy em có xóa hình hay không, Lăng Thiếu Đường toát mồ hôi lạnh vì cô. Liên Kiều nhún vai, xóa thì xóa, gấp gáp như thế làm gì? Nói xong liền xóa mấy tấm ảnh trước mặt hắn. Lăng Thiếu Đường như vừa tỉnh lại từ một cơn ác mộng, hắn cuối cùng đã có thể thở phào một hơi. Đó đầu quỷ này, lại dám dùng chiêu này hiếp này có tin anh bảo ngạn tước để hắn đánh em đến mông nở hoa luôn không? Lăng thiếu đường cố tình làm ra vẻ hung hăng nói. Liên Kiều châu mày. À, anh thật là trí nhớ kém đó, mới đó mà đã bộc lộ bản tính thật rồi sao? Anh có phải là muốn nuốt lời không? Vậy thì sao? Lăng thiếu đường dứt khoát ném đi chiếc áo vét đã bị cháy hỏng vào thùng rác, hai tay nhàn nhã khoanh trước ngực, chiếc áo sơ mi màu đen được cắt mây thủ công càng tôn lên vóc dáng cao lớn của hắn thấy trên mối hắn câu lên một nụ cười xấu xa liên kiều cố tình buồn bã thở dài một tiếng hai anh nghe thử xem đây là gì nói xong liền nhấn nút trên điện thoại vậy anh có dạy em cưỡi ngựa hay không đây dạy với lại em muốn con ngựa tốt nhất trong mã trường của anh anh có đồng ý không đồng ý ừm cho dù em học cưỡi ngựa không thành thì anh cũng không được đem chuyện đó ra cười nhạo em càng không thể để cho người khác biết được anh làm được không? Được. Chính là đoạn đối thoại lúc nãy. Em còn dám ghi âm lại, lăng thiếu đường trận mắt nhìn Liên Kiều như không tin nổi. Cô rốt cuộc là quái vật phương nào đây, lại nghĩ đến dùng loại thủ đoạn này để... Học cưỡi ngựa chứ? Thế nào? Không ngờ phải không? Nếu như anh còn dám nuốt lời lần nữa, em đảm bảo nhất định sẽ cho anh biết mùi, Liên Kiều đắc ý vẫy vẫy điện thoại trước mặt hắn. Ok, anh phục em rồi, Lăng Thiếu Đường giơ hai tay lên trời ra dấu đầu hàng. Hô hô, Liên Kiều trong lòng nở hoa, không ngờ đó nhanh như vậy đã xong việc rồi. Cô vừa cười vừa nhún nhảy đi vào sảnh chính còn Lăng Thiếu Đường mang vẻ mặt bất đắc dĩ bước theo sau cô. Dạ tiệc, đương nhiên là nơi bàn chuyện làm ăn, nhưng đây càng là cơ hội để các cô con gái nhà quyền quý tìm kiếm mục tiêu. Liên Kiều vừa bước chân vào sảnh chính đã nhìn thấy một cô gái xinh đẹp ăn mặc diêm dúa đứng trước mặt hoàng phủ ngạn tước một tay nâng ly rượu đỏ một tay đáp xuống trước ngực hắn vì hoàng phủ ngạn tước quay lưng về phía liên kiều nên cô không nhìn thấy vẻ mặt của hắn chỉ là ánh mắt tràn đầy tình ý mà cô ta nhìn hoàng phủ ngạn tước khiến liên kiều cực kỳ không thoải mái cô ta dựa vào cái gì mà tiếp xúc hắn ở cự ly gần như thế cô ấy tên là an địch á cha là một nghị sĩ mẹ là tổng tài của tập đoàn bùi địch lăng thiếu đường vừa cười thấp giọng nói bên tai liên kiều vừa đẩy một ly rượu đỏ đến trước mặt cô Liên Kiều tiếp lấy ly rượu, nét mặt rất không vui, vậy thì giỏi lắm sao? Cô ta quen biết ngạn tước sao? Lăng Thiếu Đường nhún vai, xem hai người thân mật như vậy, chắc là quen biết rồi, cũng khó trách, ngạn tước trước giờ thật sự có không ít. Bạn gái, nói xong môi hắn câu lên một nụ cười tà mị. Thật sao, trong đôi mắt màu tím của Liên Kiều xẹt qua một tia lửa, bàn tay nhỏ hung hăng nắm chặt lại. Đương nhiên Lăng thiếu đường chỉ sợ thiên hạ không loạn Khẳng định một câu Trong lòng âm thầm vui vẻ Ngạn tước à ngạn tước ơi Ai bảo cậu vừa nãy thấy chết mà không cứu chứ Lại còn mang vẻ mặt thấy người gặp nạn mà vui mừng chứ Hưng Liên kiều càng nhìn càng tức Lại nhìn thấy một bên mặt tươi cười của hoàng phủ ngạn tước Khi hắn hơi xoay mặt sang Nghiến răng nghiến lợi nói Ngạn tước đáng ghét Lại còn cười như tên ngốc thế kia Đúng đó Ngạn tước cái tên này trước giờ tao nhã lịch thiệp các cô gái thích cậu ta như thế cũng là điều hiển nhiên thôi, chỉ là cậu ta hình như quên mất là mình đã kết hôn rồi thì phải. Hay, Liên Kiều, em dù gì cũng là vợ cậu ta đó. Lăng thiếu đường dựa vào một bên bàn, nhàn nhã nhấp một hớp rượu. Hừm, tức chết em mà, Liên Kiều không nói hai lời nhắm thẳng về phía Hoàng Phủ Ngạn tước bước đến. Này, Liên Kiều, vừa lúc đó Kỳ Hinh đi đến, nhìn thấy vẻ mặt tức tối của Liên Kiều, giật nảy mình. Hình Nhi qua đây, Lăng Thiếu Đường vẫy tay về phía Kỳ Hình. Thiếu Đường, Liên Kiều làm sao vậy? Hình như là rất giận dữ thì phải, Kỳ Hình vẻ mặt lo lắng nhìn theo bóng lưng của Liên Kiều. Không sao đâu, em nhìn bên đó thì biết, Lăng Thiếu Đường đưa tay vịn lấy bờ eo thon của Kỳ Hình kéo cô về phía mình, một tay chỉ về phía Hoàng phủ Ngạn Tước. À, thì ra là thế, Kỳ Hình vừa nhìn đã hiểu ngay, cười cười nói, Ngạn Tước chắc là không sao chứ? Cái đó Khó nói lắm. Lăng Thiếu Đường mang vẻ mặt xem kịch vui, liên kiều này thật cũng đơn thuần quá đi, không chừng chỉ có cách này mới nâng cao được chỉ số cảm xúc EQ của cô ấy thôi. Nếu để em nói á, thì là đàn ông các anh quá lăng nhăng mới đúng." Kỳ Hình liếc nhìn Lăng Thiếu Đường, trách yêu. "Anh lăng nhăng sao? Anh đối với em là một lòng một dạ mà." Lăng Thiếu Đường cúi xuống cười bên tai cô, sủng nịch nói. Kỳ Hình ngại ngùng đẩy hắn ra, "Đừng mà." để người khác nhìn thấy ngại lắm lăng thiếu đường cười sảng khoái hình nhi còn ai không biết em là người phụ nữ của lăng thiếu đường anh chứ ghét ơ ờ, kỳ hình lúc này mới nhìn kỹ lăng thiếu đường thiếu đường áo vét anh đâu ách cái đó vẻ mặt lăng thiếu đường hết sức ngượng ngùng áo vét của anh bị cháy rồi kỳ hình nghe vậy sững người sau đó khi nghe lăng thiếu đường giải thích mọi chuyện cô bụng miệng cười thầm Liên Kiều cô nhóc này thật đáng yêu. Hình nhi, phản ứng uy của em khiến anh thật đau lòng đó, lăng thiếu đường dựa sát vào người cô, cúi xuống cười. Như vậy anh mới nhớ lâu được. Xem về sau anh còn dám nói nhăn nói cùi trước mặt cô nhóc nữa không? Nhưng mà, nụ cười của Kỳ Hình mang theo một chút đùa pha, cho đến bây giờ, anh Quý Dương còn có ngạn tước đều đã lĩnh giáo qua bản lĩnh chỉnh người của Liên Kiều, không biết còn lại một người cuối cùng có bình an qua ải hay không em nói thiên dục hả, lăng thiếu đường mỉm cười. Kỳ hình gật đầu, thiên dục lúc nào cũng lạnh như băng, Liên Kiều còn muốn theo anh ấy học bắn súng, thật không biết sau khi hai người đó gặp mặt thì sẽ như thế nào. Lăng thiếu đường ngẫm nghĩ một hồi, trên môi nụ cười càng sâu, cũng đúng, tuổi của tiểu tuyền với Liên Kiều không khác nhau là mấy nhưng cũng không có bản lãnh chỉnh người như Liên Kiều, sợ nhất là hai cô nhóc này tuổi tác ngang nhau, chắc là sẽ dễ thân. Đến lúc đó chỉ sợ, thiên dục ngày tháng không dễ qua. Kỳ hình nhẹ thở dài một tiếng, thiên dục sẽ như thế nào thì em không biết, nhưng mà ngạn tước hình như là không dễ qua đó. An địch á, vóc người hoàng mỹ, gia cảnh giàu có, trong người chảy hai dòng máu Tây Ban đó và Mỹ cho nên cô mang một vẻ đẹp lai âu, Mỹ cực kỳ hấp dẫn và gợi cảm, cùng một tính cách phóng khoáng, nhiệt tình từ trong xương cốt. Đúng như Lăng Thiếu Đường đã nói, cô là một trong số những bạn gái trước đây của Hoàng Phủ Ngạn Tước, chỉ tiếc là chỉ có một đêm thần tiên ngắn ngủi sau đó không có duyên gặp lại người đàn ông này. Trong số bốn người, Hoàng Phủ Ngạn Tước có thể xem như là người lịch thiệp nhã nhặn với phụ nữ nhất, bởi vậy đương nhiên được nhiều phụ nữ yêu thương nhung nhớ thậm chí là quyến luyến không quên là điều không thể tránh khỏi. Như tối nay chẳng hạn, khi An Địch Ái nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Hoàng Phủ Ngạn Tước, cả cơ thể như hóa thành nước không ngừng dán sát lên người hắn. Ngạn Tước, anh thật đáng ghét đó, làm sao mà lâu như vậy không có liên lạc gì với người ta chứ, chẳng lẽ? Cô vừa nói vừa đẩy khuôn ngực đầy đặn của mình áp sát hơn lên người Hoàng phủ Ngạn Tước, giọng mềm mại như nước lại có thêm một phần dụ hoặc, anh không sợ người ta nhớ anh sao? Phải không? Trên môi Hoàng phủ Ngạn Tước vẫn treo nụ cười nhã nhặn nhưng đáy mắt không hề có ý cười, ngược lại sự bực dọc càng lúc càng nhiều, loại phụ nữ như vậy tuy trời sinh một thân thể quyến rũ, mê hoặc đàn ông nhưng thế nào bây giờ nhìn lại lại thấy dung tục đến không chịu nổi thế này. Hắn thật không có cách nào tưởng tượng vì sao lúc đó hắn lại có thể có dây dư gì với cô ta chứ. Hắn ưu nhã nhấp một ngụm rượu, vừa định tìm cách thoát khỏi hai vòi bạch tuộc đang bám trước ngực thì đáy mắt xẹt qua một bóng dáng quen thuộc, nụ cười trên môi lúc này mới thực sự nở rộ. Hắn ngược lại muốn xem thử cô vợ nhỏ của mình có phải trốc lòng thật sự không có chút dao động gì không. Đương nhiên rồi, anh còn không biết từ lần đó người ta nhớ anh đến mức nào, ngạn tước, anh gần đây bận lắm sao? An địch á không chút phát giác ra sự bực dọc trong mắt hoàng phủ ngạn tước, thấy trên môi hắn vẫn treo nụ cười cho nên thân mình càng dán sát vào người hắn hơn. Thân thể kiều mị dán thật sát lên thân thể cao lớn trắng rõi của hắn, cảm giác thật tốt khiến cô suýt nữa không thể hô hấp. Người đàn ông này chỉ cần nhìn thấy hắn đã khiến phụ nữ mất đi chính mình. Anh à, Hoàng Phủ Ngạn tước nhàn nhã lắc lắc ly rượu trong tay, ánh mắt như bị hút vào trong đó, hắn điềm nhiên nói. Bận kết hôn. An Địch Á nghe xong sững người, sau đó bàn tay trắng hồng khẽ đắm mấy cái vào ngực hắn, ngạn tước, anh thật đáng ghét đó, chỉ biết chọc người ta. Thấy hắn không nói gì An Địch Á càng cười quyến rũ hơn, giọng nói từ tính càng thêm phần dụ hoặc, anh biết không, phòng tô gơ thống ở khách sạn keo ly người ta cũng đã giúp anh đặt xong rồi, phong cảnh nơi đó thật mê người đó. Cô vừa nói ngón tay vừa nhẹ nhàng vẽ loạn trên ngực hắn, lúc An Địch Á biết hôm nay Hoàng phủ ngạn tước sẽ xuất hiện ở buổi tiệc thì sớm đã chuẩn bị tất cả. Phu vẫn duy trì im lặng như cũ, chỉ cười cười. Thấy vậy trong lòng An Địch Á không khỏi mừng thầm, hắn như vậy có phải là đồng ý rồi không? Đang lúc định thi triển thêm vài chiêu câu dẫn nữa thì chợt thấy một ly rượu đỏ không biết từ đâu đẩy đến che mất tầm mắt của cô, sau đó bên tai vang lên một giọng nói cầm giúp ly rượu, cảm ơn. An Địch á giật mình, sau đó một nỗi tức giận dâng lên. Ai mà không có mắt như vậy chứ, chẳng lẽ nhìn cô giống nhân viên phục vụ lắm sao? Giật lấy ly rượu, cô nhìn về phía đối phương, thấy trước mặt mình là một cô gái. Một cô gái xinh đẹp trong sáng như một viên pha lê, ồ, không đúng, phải gọi là cô nhóc mới đúng. Nhìn vẻ mặt ngây thơ nhỏ nhắn của cô, thế nào cũng không giống một cô gái đã bước chân vào đời, nhất là trời ơi cô gái này lại có một đôi mắt màu tím trong lòng an địch á không khỏi âm thầm kinh hãi đúng vậy là đôi tròng mắt màu tím tuyệt đối không phải là màu của kính áp tròng cô an địch á vừa muốn lên tiếng trách mắng thì chợt thấy cô gái kia nở một nụ cười mê người ai à, thật ngại quá em nhìn lầm rồi em còn cho rằng là nhân viên phục vụ đây nhưng mà quần áo của chị nhìn cũng có chút giống đó cô nói cái gì Sắc mặt an địch á chợt thay đổi Ngay cả giọng nói cũng tràn đầy không vui Mắt cô mù rồi phải không Tôi mặc là lễ phục mà Có lầm lẫn hay không đó Liên Kiều bụng miệng cười Sau đó làm ra vẻ ngại ngùng vội vàng nói Đúng đó đúng đó Em đi đến gần mới thấy là An Địch Á tiểu thư, thật là ngại quá. Cô biết tôi sao? An Địch Á đánh giá một lượt cô nhóc trước mặt từ trên xuống dưới, ừm, ăn mặc cũng rất có phẩm vị nhưng sao nói chuyện lại lộn xộn thế chứ? Đương nhiên là biết rồi, An Địch Á tiểu thư, chị thật xinh đẹp đó, Liên Kiều giọng nói càng lúc càng ngọt. Cảm ơn cô, rất nhiều người cũng nói như vậy, An Địch Á nghe lời nịnh nọt của cô trong lòng liền nở hoa, nhẹ hất mái tóc dài ống ả ra sau, kiêu ngạo nói. Liên Kiều cười càng ngọt, vừa nãy em thật ngại quá, An Địch Á tiểu thư, chị đợi một chút nhé. Nói xong liền rất nhanh rời đi. An Địch Á tuy bị một cô nhóc chen ngang nhưng nghe cô nhóc kia tán dương mình trước mặt Hoàng phủ Ngạn Tước, trong lòng vô cùng đắc ý cho nên thấy Liên Kiều bỏ đi cũng không xem đó là quan trọng, thân mình lại lần nữa áp sát vào Hoàng phủ Ngạn Tước. Ngạn Tước, cô nhóc vừa nãy thật đáng ghét đó, chắc là đã gặp em ở đâu đó rồi, giờ muốn tìm cơ hội để bám theo nói chuyện thôi, anh đừng để ý đó. Không có đâu trên miên hoàng phủ ngạn tước tuy nói như thế nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía liên kiều cách đó không xa vừa hay nhìn thấy cô đang đổ cái gì đó nhì giống mù tạc vào ly rượu nhìn không được cười thầm ngạn tước anh sao vậy an địch á một lòng muốn cùng hắn cùng đó u qua một đêm khó quên nữa suy nghĩ sớm đã bay về phía căn phòng tổng thống trong khách sạn rồi căn bản là không cảm thấy được điều gì khác thường hoàng phủ ngạn tước cố nén cười nhẹ giọng nói không có gì chỉ là hình như có người muốn mời em uống rượu an địch á quay đầu lại vừa hay nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của liên kiều lại thấy tay cô cầm một ly thủy tinh đựng một thứ gì đó có màu rất lạ sao lại là cô an địch á tiểu thư ly rượu này là tác phẩm mới nhất của người điều chế rượu xem như là lời xin lỗi của em với chị chị nếm thử xem liên kiều vừa cười vừa đẩy ly rượu đến trước mặt an địch á cái này là rượu gì An địch á trước giờ chưa từng thấy loại rượu nào có màu sắc kỳ lạ như thế. Ai y an địch á tiểu thư, ly rượu này có tên là tuyệt thế giai nhân, được đặc biệt chỉ định điều chế cho buổi tiệc tối nay đấy. Tất cả các cô gái gia đình danh giá tham gia buổi tiệc tối nay đều được điều chế một ly. Chẳng lẽ an địch á tiểu thư không biết việc này sao? Liên Kiều cố tình làm ra vẻ kinh ngạc hỏi lại. Ách! À, Hừm, tôi đương nhiên là biết rồi, chỉ là chưa kịp uống thôi. An Địch Á quả nhiên rơi vào bẫy của Liên Kiều, vừa nghe cô hỏi vậy lập tức trả lời ngay. Vậy thì uống thử xem. Vừa nãy em có uống thử rồi, uống rất ngon, Liên Kiều hiếp mắt cười nói với cô. An Địch Á sợ lúng cúng trước mặt Hoàng Phủ Ngạn tước đành tươi cười chậm chậm nâng ly rượu lên. Ý cười trong đáy mắt Liên Kiều càng sâu hơn, mà tia quỷ dị càng lóe sáng hơn, muốn lưu lại mặt mũi thì phải chịu tội thôi, đây là kết cục tất yếu cho loại người như cô. Ô, khụ 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 an địch á hớp một ngụm liền ngay lập tức ho sặc sụa bởi vì ngụm rượu vừa vào thì cổ họng đã nóng như lửa đốt chỉ có thể đứng đó ho sặc sụa nước mắt chảy ròng ròng rượu này là thứ quỷ gì vậy à an địch á tị chị không sao chứ thì ra là chị uống không quen loại rượu tuyệt thế giai nhân này sao lại thế được chứ các cô gái khác uống đều thấy rất ngon mà liên kiều vẻ mặt vô tội nói cô cái này An địch á có cảm giác mình mới bị sụp bẫy của cô nhóc này vậy nhưng nghĩ đi nghĩ lại thấy hình như không có khả năng lắng, chỉ đành rút khăn giấy ra lau miệng, miễn cưỡng chùi nước mắt, không vui cất tiếng, được rồi, rượu cũng đã uống rồi, tôi chấp nhận lời xin lỗi của cô. Cô đi được rồi đó. Liên Kiều hít mắt cười đưa tay nhận lấy ly rượu trên tay An Địch Á, điềm nhiên nói, em sao có thể đi được chứ? Cái gì? Con gái bây giờ thật không lịch sự chút nào, Chẳng lẽ cô không thấy tôi đang nói chuyện với Hoàng Phủ Tiên Sinh sao? An Địch Á Châu chặt đôi mày đẹp, bất mãn nói. Đương nhiên là thấy rồi, chính vì như vậy cho nên em mới tiến đến đấy chứ. Liên Kiều cố ý thừa nước đục thả câu. Cô! An Địch Á trước giờ chưa thấy cô gái nào như cô gái trước mặt, vừa định nổi nóng chật nhớ đến Hoàng Phủ Ngạn Tước bên cạnh, chỉ đành hung hăng liếc Liên Kiều một cái, sau đó xoay mặt về phía Hoàng Phủ Ngạn Tước, yểu điệu nói, Ngạn Tước, chúng ta qua bên kia nói tiếp về chuyện tối nay có được không? Đương nhiên là không được rồi. Liên Kiều thấy cô ta đưa tay định khoát lên cánh tay Hoàng Phủ Ngạn Tước, chân vội lách một cái, cả người liền tiến đến chắn ngay giữa Hoàng Phủ Ngạn Tước và An Địch Á, làm cho cánh tay của An Địch Á rơi vào khoảng không. Này, cô gái này, rốt cuộc là chuyện gì chứ? Tôi và Hoàng Phủ Tiên Sinh nói chuyện liên quan gì đến cô, An Địch Á nhìn không nổi nữa, giọng nói chẳng những vút cao lên mà trên mặt cũng đầy vẻ bất mãn liên kiều cười càng đắc ý cô chủ động khoác lấy cánh tay của hoàng phủ ngạn tước em với anh ấy đương nhiên là có quan hệ rồi an địch á tiểu thư thực là ngại quá ngạn tước tối nay phải theo em về nhà anh ấy chỗ nào cũng không được đi cái gì cô cái này an địch á giật mình chỉ tay về phía liên kiều lắp bắp hỏi cô cô nói nhăn gì vậy Ngạn tước làm sao có thể theo cô? Về nhà. Ngạn tước. An địch á xoay mặt về phía hoàng phủ ngạn tước hỏi, cô ta căn bản là không tin giữa hắn với cô nhóc trước mặt này có quan hệ gì. Liên kiều, đừng có quấy rối nữa. Hoàng phủ ngạn tước sủng nịch vịnh chặt vòng eo nhỏ nhắn của cô, lời nói tuy có ý la rầy nhưng giọng nói thì vô cùng triều mến. Sau đó hắn quay về phía an địch á, thật ngại quá, vợ tôi cu chiên ngày thường bị tôi chiều hư rồi cái gì ngạn tước anh anh nói gì an địch á toàn thân phát run vẻ mặt như không tin được qua một lúc lâu mới hoàn hồn lại gượng cười hỏi ngạn tước anh đang đùa phải không liên kiều không đợi hoàng phủ ngạn tước lên tiếng nghiêng đầu nói thế nào ông xã anh hay nói đùa lắm sao an địch á trận mắt hoàng phủ ngạn tước kết hôn sao sao có thể chứ là chuyện lúc nào sao chẳng nghe giới truyền thông có động tĩnh gì cả chứ? Liên Kiều thân mật vòng tay ông lấy hoàng phủ ngạn tước, nhìn An Địch Á, thật là ngại quá, cái phòng tổng thống đó của cô chắc là phải để lại cho người khác dùng rồi, ông xã của em yêu em như vậy, tối ai sao có thể đi với chị được chứ? Cô! An Địch Á tức tối liếc nhìn hai người, cô vẫn chưa tin chuyện đó là thật, cố hỏi lại, ngạn tước, chuyện này là thật hay giả vậy? Anh kết hôn rồi nói xong câu này cô đột nhiên vương tay nắm lấy tay của hoàng phủ ngạn tước sau đó mắt chợt sáng lên cô gái này đang nói dối phải không anh đâu có đeo nhẫn cưới đâu cô ấy đúng là vợ của anh lúc này hoàng phủ ngạn tước mới lên tiếng bàn tay không chút hình tích trút ra vịn chặt eo thon của liên kiều trầm giọng nói liên kiều cực kỳ phối hợp nghiêng mặt nhìn hoàng phủ ngạn tước giọng ngọt như mật nói ông xã anh thật dáng ghét đó vừa nãy nói tự mình pha cho em một ly rượu, em vẫn đang đợi đây. Được, em muốn uống loại nào, anh giúp em pha. Cô nghe cô gọi một tiếng, ông xã, này, tim đã nhỉnh như buồn, cách gọi thân thiết như vậy đây là lần đầu tiên hắn nghe được từ miệng Liên Kiều. Có thể nghe cô ngọt ngào gọi một tiếng, ông xã, này, đừng nói là pha rượu, muốn mạng của hắn không chừng cũng không là vấn đề. Liên Kiều che miệng cười, chỉ cần là anh pha em đều thích, chỉ là đừng có pha cho người ta cái loại rượu giống như tuyệt sắc giai nhân là được cô cô an địch á đột nhiên hiểu rõ tất cả tức đến nỗi cả người đều run rẩy này an địch á tiểu thư cô không sao chứ sao vẻ mặt lại khó coi đến vậy liên kiều cố tình kinh ngạc kêu to một tiếng vẻ mặt đầy lo lắng an địch á quả thật sắp bị cô nhóc này chọc tức đến điên rồi ngạn tước cô lập tức xoay người nhìn về phía hoàng phủ ngạn tước từ phẫn nộ biến thành quỷ khuất anh xem cô ta ức hiếp người ta cô không tin người như hoàng phủ ngạn tước sau lại thích một cô nhóc như liên kiều được hắn là đàn ông mà đàn ông không phải thích những phụ nữ có thân hình bốc lửa như cô hay sao chứ thực tế chứng minh đúng là như thế cô và hắn đã từng có một lần vui vẻ cho đến bây giờ cô vẫn nhớ từng giây từng phút từng sự khoái lạc mà hắn đem lại cho cô nếu như hắn không thích cô sao lại có thể tham lam muốn cô hết lần này đến lần khác chứ nào ngờ câu nói của An Địch Á còn chưa nói xong thì Liên Kiều đã tiến lên hiếp mắt cười, thật ngại quá, ông xã em vốn là sợ vợ. An Địch Á thấy mình sắp bị chọc tức chết rồi, cô nhìn về phía hoàng phủ ngạn tước. Ngạn tước? Vợ anh nói không sai đâu, anh đúng là sợ vợ mà. Hoàng phủ ngạn tước chỉ tay vào trán mình vừa cười vừa nói, chẳng chút cố kỵ gì. Anh, các người, An Địch Á vừa xấu hổ vừa bực dọc, giận đến nỗi giảm mạnh chân bỏ đi. Lăng Thiếu Đường đứng cách đó không xa chứng kiến một màn này từ đầu đến cuối, trong lòng không khỏi thầm tán thưởng, thật không hổ là một trong bốn người phụ nữ của tứ đại tài phiệt, vừa có thể thoải mái trút giận mà vừa có thể giữ lại mặt mũi cho chồng mình, chiêu này thật tuyệt. Kỳ Hình đứng ở bên cạnh vừa cười vừa nói, đây gọi là biết giữ thể diện, nào giống như đàn ông các anh, thích trêu hoa ghẹo nguyệt không nói làm gì, lại còn ngang ngược bá đạo. Ngang ngược bá đạo không tốt sao? lăng thiếu đường vòng tay ông kỳ hinh từ phía sau thân mật thì thầm bên tai cô đường đừng mà kỳ hinh yêu kiều cười nhột lắm anh cũng thật đáng ghét nha thấy bạn tốt của mình gặp họa mà còn nhân cơ hội ném đá xuống giếng nữa bạn bè mà chính là phải vui vẻ đối đãi với nhau hơn nữa nếu không tìm cách lấy lòng nói không chừng nha đầu đó sau này còn dùng cách quái là gì chỉnh anh nữa thì sao lăng thiếu đường cười đắc ý kỳ hinh nghe vậy chỉ còn biết lắc đầu cười cùng với loại người này kết bạn thật không biết là phúc hay họa đây lại nhìn về phía hoàng phủ ngạn tước sau khi an địch á mang một bụng tức tối bỏ đi hoàng phủ ngạn tước cười ông lấy liên kiều nịnh nọc nói nha đầu gọi lần nữa đi liên kiều vẫn tươi cười nhìn hoàng phủ ngạn tước đột nhiên nét tươi cười chuyển thành tức giận đôi mắt màu tím long lanh nhìn hắn trừng trừng à cái đó hoàng phủ ngạn tước thấy tình hình không ổn vội vàng giảng hòa Hi hi, em vẫn gọi anh là ngạn tước thì hay hơn Đợi lúc nào tâm tình em tốt rồi Lại gọi, ông xã, cũng được Liên Kiều đi đến gần hắn Tuy thân thể nhỏ nhắn nhưng khí thế bức người Thế nào, anh cũng biết là tâm trạng của em không tốt sao Cô nhìn chầm chầm hắn Gần như nghiến răng nghiến lợi nói từng chữ một Vừa nãy anh với con hồ ly tinh đó nói chuyện vui vẻ lắm mà Hồ ly tinh Nha đầu, phép so sánh này của em Từng. Anh thích Hoàng phủ ngạn tức thấy lửa giận trong mắt cô càng lúc càng đậm, trên lưng bất giác toát mồ hôi lạnh. Hắn sao lại quên chuyện này được chứ? Vốn muốn dò xét lòng cô là thật, nhưng đến khi cô xuất chiêu với đối thủ. Phải không? Biểu tình trên gương mặt Liên Kiều chợt thay đổi, cô cười ngây thơ nhìn hắn, cầm lấy ly rượu bên cạnh lên, bắt chước theo động tác của An Địch Á lúc nãy áp sát người vào ngực hắn. "Ông xã, nếu như anh cũng có cách nhìn giống như em, vậy?" có hứng thú thử một chút tuyệt thế giai nhân này không? Hả? Mồ hôi lạnh trên lưng Hoàng Phủ Ngạn tước tuôn ra càng lúc càng nhiều, hắn cười gượng, nói, nha đầu, em. Nói chơi thôi phải không? No no no, người ta nói thật mà, người ta pha ly rượu này rất có tâm ý đó nha, ngón tay trỏ của Liên Kiều vẽ loạn trên ngực hắn, gương mặt rất ngây thơ nói. Ha ha, nha đầu, đừng như vậy mà, anh tự phạt ba ly rượu được không? em cũng nói ly rượu này là đặc biệt điều chế cho các cô gái trong buổi tiệc hôm nay mà anh là đàn ông làm sao uống được hoàng phủ ngạn tước cười càng ôn nhu giọng nói cũng cực kỳ lấy lòng cô à thì ra anh cũng biết là mình sai sao em còn tưởng rằng anh không biết mình có làm sai gì nữa chứ lại còn cười như kẻ ngốc vậy xem vừa mắt lắm phải không liên kiều càng dựa sát vào hắn bàn tay nhỏ nhắn bấu chặt lấy eo hắn trong mắt người ngoài hai người quả thật là một đôi vợ chồng ân ân ái ái thật khiến cho đàn ông thì hâm mộ phụ nữ thì ghen ti nhưng bọn họ nào đâu ngờ em yêu à em đang ghen sao hoàng phủ ngạn tước vương tay ông lấy cô trong lòng thật muốn hỏi rõ cảm giác của cô nhân tiện dời đi chủ đề kia bởi vì ly rượu đó quả thật quá đáng sợ nào ngờ liên kiều căn bản là không dễ bị lừa như vậy bàn tay nhỏ nhắn vẫn áp lên ngực hắn hung hăng bấu một cái đừng có lạc đề. Hừ. Hoàng phủ ngạn tước trầu rỉ hừm một tiếng, nhà đầu này, lúc bình thường thì yếu ớt như cành liễu, không ngờ lực tay không yếu chút nào. Thực ra, ly rượu đó là đặc biệt pha cho anh đó, để người phụ nữ ngực bự não teo kia uống một hớp chỉ là một sự trừng phạt nho nhỏ mà thôi, với anh thì không dễ vậy đâu. Thân thể liên kiều mềm mại như kẹo bông dừa sát vào ngực hắn, tay chậm chậm nhấc ly rượu lên nói, anh biết rượu này pha chế bằng gì không? Long Hoàng Phủ Ngạn tức bất giác khẩn trương hẳn lên. Liên Kiều ngẩng đầu lên nhìn hắn, ly rượu này nha, bên trong là hỗn hợp của một chút sâm pan một chút rượu đỏ, một chút rượu trắng, ngoài ra còn có. Em đặc biệt pha thêm một chút mù tạc cao cấp, anh đừng có sợ vị của nó nồng quá bởi vì em còn cho thêm một chút pho mát nghiền, vì để ly rượu này có thêm chút màu sắc em còn cho thêm chút nước trái cây, ừm, nguyên liệu chắc chỉ có chừng đó thôi. Hoàng Phủ Ngạn tức gian nan nuốt một ngụm nước bọt, hắn thật khó tưởng tượng uống xong ly rượu này, mình có còn mạng rời khỏi buổi tiệc này không? Trời ạ! À! Hoàng Phủ Ngạn tức bất giác nhìn về phía Lăng Thiếu Đường, trong mắt lộ vẻ cầu xin giúp đỡ, nhưng mà Lăng Thiếu Đường cứ giả vờ như không nhìn thấy gì, chỉ mãi lo cười cười nói nói với Kỳ Hinh. Đúng là bạn tốt mà. Đây đúng là kết quả điển hình của việc kết nhầm bạn chẳng những không sợ thiên hạ đại loạn mà còn rất giỏi ném đá xuống giếng. Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, chắc chắn cái tên An Địch Á này là do tên mồm loa lăng thiếu đường kia cho Liên Kiều biết. Trước tối hôm nay, hắn còn cho rằng chính cung quý dương mới là tên miệng rộng, không ngờ lăng thiếu đường cái tên này bản lãnh càng lớn hơn. Ngay lúc này Hoàng Phủ Ngạn tước chợt có chút nhớ nhung lãnh thiên dục. Nhưng mà, nếu như lãnh thiên dục có mặt ở đây hôm nay, liệu hắn có giống như lăng thiếu đường hay không đây? Càng nghĩ lòng hoàng phủ ngạn tước càng rối bời Thậm chí là có chút lạnh lẽo Người ta thường nói Trong đời gặp được một tri kỷ đã là đủ lắm rồi Hắn kể như là số mạng tốt đi Vừa ra đời đã kết giao được với ba người bạn tốt này Chỉ tiếc là ba người bạn của hắn Ưa ừ thích náo nhiệt không tên nào kém tên nào Hắn số phận đủ đáng thương rồi chứ Bàn tay cầm ly rượu có chút trung rẩy Hắn nhìn lại một lần chất lỏng trong ly Lại nhìn về phía Liên Kiều đang nhìn hắn bằng ánh mắt uy hiếp hoàng phủ ngạn tước âm thầm hít sâu một hơi chết thì chết vậy dù sao bây giờ không chết lát nữa trở về cũng sống không bằng chết nghĩ đến đây hoàng phủ ngạn tước liền nâng ly rượu lên vừa nhắm mắt lại định dốc xuống đợi chút liên kiều đưa tay ngăn lại động tác của hắn trong lòng hoàng phủ ngạn tước không khỏi mừng thầm liên kiều em thay đổi ý kiến có phải không anh biết mà em nhất định là không nỡ liên kiều nhướng đôi mày đẹp cô vươn tay đón lấy ly rượu trong tay hắn vừa chậm rãi đổ đi chất lỏng bên trong ly rượu vào một cái ly không khác vừa điềm đạm nói anh đừng có vui mừng quá sớm vậy em chỉ là không muốn anh với hồ ly tinh đó chạm môi với nhau thôi nói xong liền đẩy cái ly mới vừa được đổ vào thứ chất lỏng kia đến trước mặt hoàng phủ ngạn tước nhà đầu em thật nhẫn tâm nhìn anh uống cái loại này sao hắn cười khổ trong mắt chỉ toàn là sự bất đắc dĩ Liên Kiều liếc nhìn hắn như muốn nói, anh nói nhiều quá. Hoàng Phủ Ngạn tức triệt để bị cô đánh bại rồi, hắn chỉ còn cách lần nữa nâng lên ly rượu, nhắm mắt lại, liều chết hớp một hớp. Một mùi vị cực kỳ khó chịu sọc vào mũi nhất thời làm hô hấp của hắn như nghẹn lại, hắn chỉ đành cực lực nén ý muốn phun ra xuống. Uống hết cho em, một giọt cũng không được chừa lại, Liên Kiều đứng bên cạnh vui vẻ nói. Đợi đến lúc Hoàng Phủ Ngạn tức thực sự uống hết ly rượu kia, hắn quả thật cảm thấy lòng ngực mình sắp bị nổ tung trong dạ dày chứa đầy những thứ quái là kia mỗi lần nghĩ đến ó trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ phun ra phun ra cho bằng sạch hừm xem lần sau anh còn dám liếc mắt đưa tình với mấy cô gái khác nữa không liên kiều thấy hắn khổ sở như vậy lửa giận trong lòng cũng tiêu mất hơn một nửa chỉ ném lại một câu cảnh cáo ánh đèn trong đại sảnh dần tối xuống nhường cho một luồng ánh sáng trắng chiếu thẳng về phía sân khấu người chủ trì buổi tiệc hôm nay, Kiên Sơn nét mặt trạng rỡ bước lên sân khấu, cầm lấy micro, liền đó giọng nói sang sản của ông đã vang khắp đại sảnh. Nhờ sự ủng hộ nhiệt tình của các vị khách quý cho nên buổi tiệc hôm nay mới được long trọng và thành công như vậy, ngoài ra tôi còn rất vinh hạnh được mời tổng tài của Hoàng Phủ Tài Phiệt, Hoàng Phủ Ngạn Tước Tiên Sinh và Lăng Thị Tài Phiệt Lăng Thiếu Đường Tiên Sinh, cảm ơn hai vị đã rút thời gian quý báu đến tham dự buổi tiệc, tôi cảm thấy vô cùng vinh hạnh vì điều đó, tiếp theo đây xin mời hai vị cùng bạn nhảy của mình nhảy điệu nhảy mở màn cho buổi tiệc đêm nay. Lời nói của Ngài Kiên Sơn vừa dứt, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung về phía hai người, liền đó, tiếng nhạc cũng bắt đầu du dương vang khắp đại sảnh. Hình nhi, mời. Lan thiếu đường ánh mắt tràn đầy thâm tình đưa tay mới kỳ hình, kỳ hình cũng tươi cười tiến đến, bước chân của hai người phối hợp hết sức ăn ý với nhau, dịu dắt theo điệu nhạc khiến cho những người xung quanh hết sức hâm mộ. Còn bên này, nha đầu, tới. Hoàng Phủ Ngạn Tước cũng ưu nhã đưa tay về phía Liên Kiều, vẻ khổ sở vừa nãy trong phút chốc đã bị quét sạch, chỉ còn lại nét phong độ lịch lãm trên gương mặt tuấn tú. Trên môi hắn câu lên một đường công hoàng mỹ, vẻ mặt nụ cười công với ánh mắt thâm thúy khiến cả người hắn toát lên một vẻ lịch lãm mà cao quý như vương tử. Liên Kiều ánh mắt huyễn hoặc, cô cũng như quên hết những chuyện không vui vừa nãy, bàn tay nhỏ nhắn nhẹ đặt vào trong lòng bàn tay ấm áp của hắn, ngay lập tức, eo của cô đã bị một cánh tay mạnh mẽ vịn chặt lấy âm nhạc dìu dặt như nứa du dương vang khắp căn phòng chính đang lúc liên kiều cảm thấy mình sắp bị chết chìm trong ánh mắt của hắn hoàng phủ ngạn tước giả kề môi bên tai cô nói thầm nha đầu đừng lo lắng em chỉ cần bước theo bước chân của anh là được rồi Âm cái cảm giác như mộng như thực trong tim trong óc liên kiều lúc này chợt ầm ầm sụp đổ liên kiều tức giận trừng mắt nhìn người đàn ông trước mặt tức đến nghiêng răng cái gì hoàng phủ ngạn tước đáng chết này hắn cho rằng mình không biết khiêu vũ sao quả thực là quá xem thường liên kiều này rồi hắn chẳng lẽ không biết từ nhỏ cô đã được tiếp thu những giáo dục về lễ nghi trong vương thất hay sao chứ chẳng lẽ hắn thật sự cho rằng mình là một cô nhóc cái gì cũng không biết sao làm ơn đi cô chân chính xuất thân từ hoàng thất cơ mà thấy gương mặt nhỏ nhắn của cô chợt biến sắc hoàng phủ ngạn tước không khỏi lo lắng hỏi lại nha đầu sao vậy À, không có sao. Em chỉ mãi nghĩ về câu nói lúc nãy của anh mà thôi. Liên Kiều nở nụ cười tươi như hoa, nhưng trong lòng không biết đã mắng thầm hắn bao nhiêu bận. Chậm chậm bước theo tiếng nhạc, tư thế khiêu vũ của Liên Kiều cực kỳ chuẩn mực và ưu nhã khiến cho những vị khách đứng ngoài không ngừng lên tiếng tán thưởng. Ngay cả Hoàng Phủ Ngạn Tước cũng bị cô làm cho ngạc nhiên lẫn mừng rỡ. Sau đó những vị khách lần lượt tìm bạn nhảy cho mình rồi bước ra sàn nhảy, cùng nhau lả lướt theo giai điệu du dương, diều dặt nha đầu, thật không ngờ tài khiêu vũ của em thật là giỏi. Hô! Lời ngợi khen của Hoàng Phủ Ngạn Tước còn chưa dứt đã bị thay thế bằng một tiếng kêu đau hơn, vừa nhìn lại đã thấy gót giày cao của Liên Kiều vừa vặn đạp xuống mũi chân hắn. Vừa nãy do mọi người đều đang quan sát chúng ta, vì giữ thể diện cho anh nên em mới không trừng phạt anh, giờ thì em phải. Đạp cho đủ, nụ cười hàm tiếu trên gương mặt nhỏ nhắn sớm đã không còn, quả thật trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Hoàng Phủ Ngạn tước nuốt một ngụm nước bọt hắn cũng tự ý thức được vừa nãy mình lỡ lời, tiêu rồi, tối nay mình sao lại xui xẻo đến vậy chứ? Nhà đầu, anh rút lại lời nói vừa nãy được không, còn chưa nói xong, chân lại bị đạp tiếp một cước. À, thật là ngại quá, em vốn là không biết khiêu vũ, anh xem, lại lỡ chân đạp trúng anh rồi, Liên Kiều cười nhạt một tiếng, chỉ là, trong đáy mắt lóe lên một tia giảo hoạt. Hoàng Phủ Ngạn tước cực kỳ rầu rĩ, Tối nay hắn rốt cuộc đã hiểu cái gì gọi là hòa từ miệng mà ra rồi. Nhưng chuyện đến đây cũng không còn cách nào vãn hồi, hắn cũng chỉ còn cách phát huy hết khả năng dỗ ngọt của mình thôi. Nha đầu, anh Hai, không cần phải xin lỗi em làm gì, còn lâu em mới rơi vào bẫy của anh, Liên Kiều vừa nói vừa biểu đôi môi đỏ thắm. Lần này anh biết sai thật rồi mà, Hoàng phủ ngạn tức thật sự cũng thấy mình quá xem thường cô vợ nhỏ của mình nên thật tâm xin lỗi cô nhà đầu này chỉ thấy mình nói chuyện với An Địch Á mà đã ác mình uống cái loại nước uống quái gở kia, bây giờ mình lại xem thường cô thế này không biết. Nếu như hắn không nhớ nhầm, cô ghét nhất là ai coi thường khả năng của mình. Nghĩ đến đây, lưng hắn không khỏi tuôn mồ hôi lạnh. Liên Kiều lạnh lùng liếc hắn, anh yên tâm, em bây giờ cũng không muốn làm gì anh đâu. Hoàng Phủ Ngạn tức nghe cô nói vậy, nhẹ nhõm thở vào một hơi nhưng hắn lại cảnh giác hỏi, bây giờ thì không. Nhà đầu, ý em là sao hắc hắc liên kiều cười vô cùng tà ác bàn tay nhỏ nhắn ông hắn càng chặt ý em là đợi về nhà rồi tính ách trên gương mặt anh tuấn của hoàng phủ ngạn tước đầy vẻ bất đắc dĩ nha đầu hoàng phủ ngạn tước đợi về nhà em với anh tính sổ một lần cho xong liên kiều hung hăng trừng hắn một cái anh cho rằng lịch sử phong lưu của anh phủi một cái là sạch sao em nghe Lăng Thiếu Đường nói anh trước khi kết hôn bạn gái cũng không ít phải không? À, Hoàng Phủ Ngạn tước nhướng mày. Nhiều lắm sao? Sao hắn không cảm thấy vậy chứ? Đợi chút. Là Thiếu Đường nói với em sao, điểm này là điểm mấu chốt đây. Liên Kiều liếc hắn một cái, đúng vậy. Thì sao? Nhà đầu, em tuyệt đối không thể tin tưởng lời của hắn được, phụ nữ bên cạnh hắn còn nhiều hơn anh nhiều, hoàng phủ ngạn tước chỉ hận không thể đè lăn thiếu đường xuống hung hăng đánh cho một trận các anh đều là cá mè một bè cả đều không phải đàn ông tốt liên kiều tức tối nói hoàng phủ ngạn tước cố nhìn cười giọng trầm thấp thì thầm bên tai cô đính chính lại em yêu là cá mè một lứa đừng có mãi lo đính chính cái sai của em thái độ của anh thật là không nghiêm túc em rất không thích liên kiều biết thành ngữ của mình không tốt thường nói sai nhưng việc chết vẫn còn cứng mỏ, cố cãi lại. Được được được, đúng là thái độ của anh không tốt, bà xã nói cái gì thì là cái đó, Hoàng Phủ Ngạn tước cười vừa dịu dàng vừa ôn nhu, vừa dịu dàng cực độ, trong đáy mắt toàn là hình bóng của Liên Kiều. Ai là bà xã của anh chứ, thật không biết xấu hổ. Liên Kiều tuy ngoài miệng nói cứng nhưng trong lòng ngọt như mật, trái tim cứ đập thùng thùng trong lòng ngực. Hoàng Phủ Ngạn tước nhướng mày, đương nhiên bà xã của anh là em rồi, Chẳng lẽ em còn muốn anh gọi người phụ nữ khác như vậy sao? Anh dám, Liên Kiều nhất chân định đạp thêm một cước nữa. Về nhà anh phải thành thật khai báo lịch sử phong lưu của mình cho em, bằng không em nhất định không tha cho anh. Tuân lệnh bà xã. Hắn ôm chặt Liên Kiều, vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc nhưng đáy mắt vẫn không quên hung hăng trừng mắt nhìn Lăng Thiếu Đường đứng cách đó xa xa. Lăng Thiếu Đường cũng cười nhìn lại hắn, ánh mắt giảo hoạt đứng cách đó không xa an địch á thu hết sự thân mật giữa hoàng phủ ngạn tước và liên kiều vào đáy mắt trong ánh mắt là vẻ đố kỵ và ghen ghét bàn tay đang nâng ly rượu cũng bất giác nắm chặt lại cô ta thật không thể tin cô nhóc đó đã gả cho hoàng phủ ngạn tước sao lại thế được nói không chừng đây chỉ là một cái cớ để hoàng phủ ngạn tước từ chối khéo nếu như hắn kết hôn thật tại sao ngoại giời hoàn toàn không nhận được chút tin tức nào vậy hơn nữa cái làm cô chịu không nổi nhất là ánh mắt Hoàng phủ Ngạn Tước nhìn cô nhóc ấy. Đó rõ ràng là ánh mắt dành cho người tình, tràn đầy triều mến và quyến luyến, tuy cô và Hoàng phủ Ngạn Tước chỉ có một đêm bên nhau nhưng hắn từ trước đến nay vẫn luôn là người cô quan tâm, trước giờ cô chưa từng chứng kiến hắn nhìn bất cứ ai bằng ánh mắt tương tự như vậy. Điểm làm Hoàng phủ Ngạn Tước khác biệt so với những người còn lại trong tứ đại tài phiệt là bên cạnh hắn trước giờ không có người phụ nữ cố định nào đây cũng là nguyên nhân làm cho lòng của an địch á dành cho hắn trước giờ vẫn không nguội cô nhóc đó an địch á hướng ánh mắt oán hận về phía liên kiều cô ta vốn chỉ là một cô nhóc còn chưa tính là một phụ nữ không đúng sao hoàng phủ ngạn tước vì sao lại nhìn trúng cô nhóc này chứ an địch á suy nghĩ đến nát óc cũng không hiểu được nhưng cô biết rất rõ mình vừa nãy là bị cô nhóc này chơi đáng chết thật là một nha đầu không biết trời cao đất dày tưởng rằng có hoàng phủ ngạn tước chống lưng thì dám không coi ai ra gì sao? To gan dám trêu đùa an địch á ta. Còn chưa hỏi qua thử xem an địch á là loại người gì? Nghĩ đến đây, an địch á ngẩng cao đầu uống một hơi cạn sạch ly rượu trên tay, ánh mắt vì nghĩ ra được một quỷ kế mà lóe lên một tia quỷ dị. Đẩy ly rượu không về phía nhân viên phục vụ, cô bước nhanh về phía lễ đài, cầm lấy micro. Ánh đen lúc này toàn bộ tập trung trên người an địch á. Các vị... Cô chậm chậm cất lời, ánh mắt không nghiêng không lệch khóa chặt trên người Hoàng Phủ Ngạn Tước và Liên Kiều. Môi an địch á chậm chậm câu lên một đường cong. Thực ra hôm nay đối với Ngài Kiên Sơn, ngoài vinh hạnh mời được Hoàng Phủ Tiên Sinh đến đây, Ngài ấy còn dẫn theo một người mà theo lời của Ngài ấy là rất quan trọng, đó chính là Hoàng Phủ Phu Nhân. Lời của cô vừa dứt, xung quanh đã truyền đến không ít tiếng kêu kinh ngạc, ánh mắt mọi người đồng thời chuyển về phía bên cạnh chỗ Hoàng Phủ Ngạn Tước cách đó không xa, Lăng Thiếu Đường và Kỳ Hình đều giật mình, cả hai không hẹn mà cùng cảm thấy có gì đó không đúng. Hoàng phủ Ngạn Tước thì vẫn tươi cười nhìn mọi người, bàn tay vẫn như cũ đặt ở bên eo Liên Kiều, hoàn toàn chẳng có ý định buông ra. Liên Kiều nhìn An Địch Á, hơi chau mày. Người phụ nữ này rốt cuộc là đang tính toán gì đây? An Địch Á thấy mình đã thành công gợi lên sự hiếu kỳ của tất cả mọi người, rất đắc ý tươi cười nói tiếp, theo như tôi biết hoàng phủ phu nhân là một cô gái giỏi giang nhiều tài hôm nay gặp được cũng là vinh hạnh của chúng tôi không biết hoàng phủ phu nhân có nể mặt mà tặng cho chúng tôi một khúc nhạc được không vừa nói cô ta vừa xoay người nhìn về phía chiếc đàn dương cầm sang trọng đang đặt ở góc lễ đài liên kiều hơi nhướng mắt nhìn lại cô bên tai vọng lại tiếng vỗ tay rào rào của mọi người hoàng phủ phu nhân ngài chắc cũng đã nghe tiếng vô tay cổ động của mọi người hy vọng ngài không phụ lòng kỳ vọng đó an địch á trong lòng vui như nở hoa cất cao giọng nói tôi liên kiều chỉ tay vào mũi mình sau đó nhìn về phía hoàng phủ ngạn tước hoàng phủ ngạn tước lại nhìn an địch á ánh mắt sắc bén khiến cô ta không rét mà run an địch á ưỡn thẳng sống lưng cô ta không khó nhận ra ý cảnh cáo trong ánh mắt của hoàng phủ ngạn tước nhưng mà bất luận thế nào cô ta cũng nhất định phải dạy dỗ nha đầu kia một trận ra hồn mới được cô ta cũng không tin Hoàng Phủ Ngạn Tước có thể vì một cô nhóc mà ra tay đối phó với mình. Nghĩ đến đây nụ cười trên môi cô càng rộng. Hoàng Phủ Phu Nhân tin rằng ngài phải trải qua nhiều lựa chọn khắc khe mới có thể được gả vào gia tộc Hoàng Phủ, không chỉ là xuất thân danh giá mà còn tinh thông các loại hình nghệ thuật, chỉ là một khúc đàn mà thôi, tin rằng cũng không thể làm khó được Hoàng Phủ Phu Nhân. Xin mời. Cô cao ngạo làm một động tác, mời. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào Liên Kiều, còn cô thì nét mặt khó xử ngập ngừng cắn môi nói tôi thật ngại quá tôi đàn không hay lắm không biết đàn giọng nói của an địch á cố ý vút cao hơn nữa hoàng phủ phu nhân xin đừng đùa với chúng tôi tin rằng chỉ cần là một cô gái quý tộc thì đều biết đàn ý ở ngoài lời rất rõ ràng cô ta gián tiếp nói với mọi người rằng cô nhóc này vốn chẳng phải xuất thân danh giá gì cũng không phải là dòng giỏi quý tộc gì trong tiếng xì xào bàn tán của mọi người cùng ánh mắt thấy người gặp nạn mà mừng của những cô gái xung quanh đang nhìn về phía Liên Kiều. Nhà đầu, đừng để tâm, Hoàng Phủ Ngạn tước bất mãn cho mày nhìn về phía An Địch Á, người phụ nữ này, lại dám nghĩ ra cách này để trả đũa, thật đủ to gan rồi. An Địch Á Hắn chậm chậm cất lời, giọng nói lạnh như băng, cô đừng tự đề cao mình quá mức, cô là ai mà muốn vợ tôi đàn cho cô nghe chứ. Một câu nói, như một ngọn roi hung hăng quất vào không trung, đánh thẳng vào lòng mọi người, ý cảnh cáo rất rõ ràng. Trái tim An Địch Á không ngừng rung rẩy nhưng cô vẫn cứng đầu nói, "Hoàng phủ tiên sinh, câu này của ngài không đúng rồi, nghe được tiếng đàn của phu nhân là vinh hạnh của chúng tôi, về sau những yến hội như thế này rất nhiều, ngài cứ giữ mãi hình tượng cao quý của phu nhân." Hình như là không hay lắm. "Hoàng phủ phu nhân, cô thấy thế nào?" Thông minh như cô đương nhiên là không dám dùng cách cứng rắn đối với Hoàng Phủ Ngạn Tước, cho nên chỉ mũi dùi về phía Liên Kiều. Người phụ nữ này thật phiền phức. Cách đó không xa lăng thiếu đường cũng cho mày nói, sớm biết như vậy hắn tuyệt đối không giật dây cho Liên Kiều đi đối phó với cô ta. Tin rằng ý đồ của cô ta là trả thù cho những chuyện vừa phát sinh lúc nãy. Thiếu đường, chúng ta qua đó xem đi, quả thực tình hình không tốt, em sẽ ra mặt giúp Liên Kiều. Kỳ hình kéo tay Lăng Thiếu Đường nói, cuộc chiến nằm giữa phụ nữ với nhau, đàn ông các anh càng giúp càng rối mà thôi, bởi vì tuy giải quyết nhanh chóng nhưng tuyệt đối sẽ không làm cho người ta phục. Được, Lăng Thiếu Đường vịnh eo cô, cùng bước đến. Liên Kiều bị An Địch Á hỏi ngược lại một câu này, sau khi sững người một chút, rất nhanh liền nhẹ giọng nói, tôi chỉ sợ mình đàn không được hay, ngược lại làm mất hứng của mọi người mà thôi. Sao lại có thể chứ, An Địch Á càng cười càng đắc ý, hoàng phủ phu nhân thật quá khiêm tốn rồi hoàng phủ ngạn tước vừa định mở lời thì đã bị câu nói tiếp theo của liên kiều cắt đứt vậy tôi chỉ đành thử một chút an địch á hơi giật mình hoàng phủ ngạn tước cũng không ngờ liên kiều sẽ nói như vậy mà kỳ hinh và lan thiếu đường vốn đang bước đến cũng ngừng lại chờ đợi liên kiều đi đến bên chiếc đàn dương cầm trong ánh mắt chờ đợi cảo mọi người đây là một chiếc đàn dương cầm rất sang trọng vừa nhìn cũng biết là tuyệt phẩm mặt đàn sáng bóng soi sáng gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô. Không có sợ hãi, không có lo lắng, không có hoảng loạn, nếu có thì chỉ là một nụ cười ưu nhã. Nếu như mọi người đều có hứng thú như vậy, vậy thì... Không ngại thử nghe một khúc Impromptu Fantasy, tin chắc rằng mọi người đối với tác phẩm này của Chopin đều đã rất quen thuộc. Giọng nói dễ nghe của Liên Kiều Du Dương vang trong đại sảnh, cô điềm đạm quét mắt một vòng qua mọi người sau đó ngồi xuống bên chiếc đàn. Hoàng Phủ Ngạn tước sững người. Impromptu Fantasy Lần đó là lúc cô vẫn còn ở trường Đại học Hồng Kông bị hiệu trưởng phạt phải học cho xong khúc nhạc này, Nha đầu này không phải trước giờ vẫn đàn không hay sao? Ngạn tước Kỳ hình lúc này mới cất lời, trong giọng nói không giấu được sự tán thưởng, không ngờ Liên Kiều còn biết đàn khúc nhạc này, Impromptu Fantasy của Chopin nhà, thật khó. Hoàng Phủ Ngạn Tước không nói gì bởi vì lúc này hắn còn chưa hiểu rõ trong lòng Liên Kiều đang định làm gì, rõ ràng là đàn không hay khúc nhạc này sao lại còn muốn đàn chứ. Nhà đầu này, chắc không phải là chỉ vì nóng giận nhất thời mà chạy lên làm loạn chứ. Hành động này, nói không chừng với tính cách của Liên Kiều cũng sẽ làm ra được. Liên Kiều nhấc nắp đàn lên, nhẹ nhàng ấn thử vài phím như thử đàn sau đó ngừng một chút như muốn điều tiết lại tâm trạng. Ngón tay thon thả đặt trên bàn phím, màu trắng nõn của ngón tay tương phản với những phím đàn đen trắng thật bắt mắt mà dưới ánh mắt chờ đợi xem trò hay của an địch á và ánh mắt chờ mong của mọi người một màn khiến ai cũng không ngờ tới đang diễn ra ngón tay của liên kiều linh hoạt mà thuần thục nhấn như bay trên phím đàn lả lướt như bươm bướm vần hoa nhẹ nhàng mà tự tại từng nốt nhạc đẹp để theo động tác của ngón tay mà du dương vang vọng khắp đại sảnh Impromptu Fantasy là tác phẩm mà Chopin tâm đắc nhất trong suốt sự nghiệp sáng tác âm nhạc vĩ đại của ông. Dưới bàn tay của Liên Kiều, khúc nhạc này như gió mùa xuân nhẹ nhàng phiêu động, nhẹ nhàng len vào lòng mọi người. Ai nấy đều bị tiếng đàn này làm chấn động, không ai ngờ một cô gái tuổi còn trẻ như Liên Kiều lại có thể đàn khúc nhạc này đến động lòng người như thế. Cô ngồi đó, trong vắt như một thiên sứ giáng trần, biểu tình thoát tục trên gương mặt càng khiến người ta cảm thấy như mình đang chìm trong giấc mộng ngón tay trắng như ngọc vẫn không ngừng lả lướt trên những phím đàn. Không chỉ những người đứng đó bị tiếng đàn của Liên Kiều làm cho chấn động mà cả Hoàng Phủ Ngạn Tước cũng giật mình, hắn vốn không ngờ cô lại có thể đàn khúc nhạc này lưu loát đến như vậy. Chuyện này sao lại có thể chứ? Cô không phải là ghét đàn dương cầm lắm sao? Lúc này Liên Kiều đã đàn đến phần thứ hai trong tổ hợp khúc Hoang Tưởng, tiết tấu của khúc này là tao nhã nhất, từng nốt nhạc đẹp để du dương làm say hồn người giữa tiếng nhạc du dương chợt vang lên giọng nói dịu dàng của liên kiều khúc nhạc này là ông xã tôi đích thân dạy tôi học trên môi cô khẽ câu lên một nụ cười xinh như mộng cho nên hôm nay tôi đặc biệt đàn khúc nhạc này xem như là một món quà tặng cho ông xã của tôi hoàng phủ ngạn tước giọng nói của liên kiều rất dịu dàng rất nhẹ nhàng nhưng lại như một cơn sóng lớn cuốn vào lòng hoàng phủ ngạn tước rồi mạnh mẽ lan tỏa Hắn trước giờ chưa từng nghĩ Liên Kiều sẽ có lúc dịu dàng như lúc này, cô như vậy càng khiến cho trái tim Hoàng Phủ Ngạn tước trung động không thôi. Hắn còn nhớ lúc ở Đại học Hồng Kông, tình cảnh lúc lần đầu gặp cô, từng màn từng màn như một cuốn phim quay chậm lướt qua trong trí óc hắn. Nụ cười hạnh phúc trên môi Hoàng Phủ Ngạn tước càng rạng rỡ. Theo tiếng đàn êm tai, ngón tay của Liên Kiều hơi có chút trì trệ, cô ngẩng đầu nhìn về phía Hoàng Phủ Ngạn tước, trong mắt phát ra một tín hiệu cầu cứu hoàng phủ ngạn tước người đàn ông này chẳng lẽ không nghe ra tiếng đàn có vấn đề rồi sao cô sắp đàn hết phần nhạc mà cô nhớ rồi tiếp sau đó trời sinh cô vốn không có tính nhẫn nại học được đến mức này đối với liên kiều mà nói đã có thể coi là kỳ tích rồi tín hiệu cầu cứu của cô coi như không uổng phí hoàng phủ ngạn tước dường như cũng nhận ra sự khẩn trương trong ánh mắt cô hắn mỉm cười bước nhanh về phía chiếc đàn ngồi xuống bên cạnh người vợ yêu hai bàn tay biến thành bốn bàn tay khúc nhạc trong phút chốc là do hai người cùng hợp tấu do đó càng cuốn hút và mê hoặc hơn trước đàn thân hình cao lớn của hoàng phủ ngạn tước phối hợp với bóng dáng xinh đẹp của liên kiều đúng là cực kỳ xứng hợp nhìn thế nào cũng là cực kỳ xứng đôi vừa lứa trong giờ phút này hắn như một hoàng tử bước ra từ trong truyện cổ tích còn cô là một cô công chúa xinh đẹp ánh mắt nồng đậm thâm tình nụ cười cũng tràn đầy tình ý âm nhạc từ đó cũng thăng hoa khi khúc nhạc chấm dứt Hoàng Phủ Ngạn tước viện lấy eo thon dịu Liên Kiều song song đứng lên, Liên Kiều lịch sự hướng về mọi người gật nhẹ đầu chào, trên gương mặt hồng nhuận hiện ra một nụ cười, xinh đẹp đến động lòng người. Cả đại sảnh trong phút chốc không còn tiếng động, một sự yên tĩnh bao trùm lấy cả đại sảnh rộng lớn. Mọi người như vẫn chưa từ trong khúc nhạc hoàng hồng lại, Lăng Thiếu Đường là người đầu tiên vỗ tay, sau đó mọi người mới như tỉnh mộng, tiếng vỗ tay theo đó vang lên như sấm không ngờ ngạn tước cái tên này lại lãng mạn như thế, hắn trầm giọng vừa cười vừa nói với kỳ hình, cô cũng hết sức đồng tình, xem ra là em lo lắng nhiều quá rồi, liên kiều nha đầu này thật là đại tướng giấu tài. chỉ có một người vẫn còn ngây ngốc đứng đó, đôi mắt an địch á trận to, sao lại như thế được chứ? nha đầu này vừa nhìn đã biết là chẳng có bản lãnh gì, sao lại như thế được chứ? quan trọng hơn là hoàng phủ ngạn tước lại tiến lên cùng hợp tấu với cô ta tất cả mọi chuyện diễn ra hôm nay đều khiến cô ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi thậm chí là cảm thấy rất quỷ dị bên cạnh hoàng phủ ngạn tước vô duyên vô cớ có thêm một người gọi là vợ không nói làm gì lại còn thân mật ân ái như vậy đây hoàn toàn không giống tác phong của hắn chuyện kia tại sao lại trong một chớp mắt kia lại không nằm trong tầm khống chế của mình chứ an địch á tiểu thư phải không đắt lúc chìm trong sự ảo não của riêng mình bên tai an địch á chợt vang lên một giọng nói dịu dàng nhìn kỹ lại đối phương trong mắt chợt hiện lên vẻ nghi hoặc kỳ tiểu thư cô kỳ hinh mỉm cười ánh mắt liếc về phía hoàng phủ ngạn tước và liên kiều cách đó không xa sau đó ánh mắt rơi trên người an địch á an địch á tiểu thư tôi đến chỉ là muốn nói với cô một câu tốt hơn hết là thu hết tâm tư của cô lại bằng không người chịu thiệt thòi là cô đó an địch á sững người sau đó điều chỉnh thật tốt tâm trạng của chính mình rồi cười nhạt, kỳ tiểu thư, tôi không hiểu ý cô cho lắm. An địch á tiểu thư thông minh như vậy sao lại không hiểu ý của tôi được chứ? Kỳ hình cười càng ôn nhu nhưng trong giọng nói mang theo một sự cương ngạnh khiến người nghe không thể cự tuyệt, tôi có thể rất rõ ràng nói cho cô biết, liên kiều cô ấy. Quả thực là vợ của ngạn tước. An địch á cố nén nổi kinh ngạc trong lòng xuống, cô ta biết rõ mối quan hệ giữa tứ đại tài phiệt nên đương nhiên cũng biết người phụ nữ trước mặt mình không chỉ đơn thuần là phụ nữ mà lăng thiếu đường sủng ái mà còn là người đảm nhận rất nhiều chức trách trong lăng thị. Chỉ qua vài câu nói đơn giản như mây trôi nước chảy của cô là có thể nhận ra, rõ ràng trong bông có dấu kim. Kỳ tiểu thư, cô hiểu lầm rồi, tôi nào có nghi ngờ thân phận của Hoàng Phủ Phu Nhân, chỉ là... Mọi người vẫn còn xa lạ với Hoàng Phủ Phu Nhân mà, tôi chỉ là thay ngạn tước tuyên cáo với mọi người một tiếng mà thôi. Thế nào? ngạn tước kết hôn chắc không phải là một chuyện không thể cho người biết chứ an địch á nghĩ mình dù sao cũng xuất thân danh môn giọng điệu đương nhiên cũng rất cứng rắn kỳ hình cười cười an địch á tiểu thư quá lo bò trắng răng rồi những chuyện tuyên truyền này tôi nghĩ ngạn tước chắc là không thích người ngoài nhúng tay vào lắm đâu cô ồ còn nữa nể tình quý công ty và tứ đại tài phiệt có mối quan hệ làm ăn tôi không ngại nhắc nhở an địch á tiểu thư một câu vợ của ngạn tước cu chiên trước nay luôn được hoa đô lão nhân sủng ái nếu như cô vẫn âm lòng suy nghĩ cho người khác thì khó mà đảm bảo sẽ không mang lại phiền phức gì cho quý công ty kỳ hinh điềm đạm cất tiếng ngắt lời an địch á cái gì hoa đô lão nhân kỳ tiểu thư ý cô là sao cô nhóc đó với hoa đô lão nhân có quan hệ gì chứ an địch á ngạc nhiên hỏi kỳ hinh mây trôi nước chảy đáp lời chẳng lẽ cô chưa từng nghe qua hoa đô lão nhân cực kỳ chiều chuộng một đứa cháu nội sao nói xong không đợi an địch á trả lời đã tươi cười rời đi an địch á sững người tại chỗ cháu của hoa đô lão nhân chẳng lẽ ánh mắt cô nhìn lại về phía liên kiều cô nhóc này chẳng lẽ lại là đứa cháu cưng của hoa đô lão nhân hay sao không phải chứ phù ngạn tước vừa rời khỏi chiếc đàn dương cầm Liên Kiều liền vội vàng níu lấy tay của Hoàng Phủ Ngạn Tước kéo sang một bên, hơi thở vô cùng gấp gáp, hù chết em rồi. Vừa nãy thật sự em sắp bị hù chết rồi. Hoàng Phủ Ngạn Tước treo cô, sao vậy? Vừa nãy biểu hiện của em tốt lắm mà. Cái gì chứ, vừa nãy đều là cố chống thôi. Liên Kiều vừa nói vừa vòng tay ông lấy Hoàng Phủ Ngạn Tước, khi em ngồi trên chiếc ghế đàn, toàn thân đều cứng ngắc, khẩn trương chết được, cũng may anh lên giúp em sớm bằng không nhất định sẽ mất mặt lắm. Không nhìn ra nha, anh thấy em rất trấn tĩnh mà. Hoàng phủ ngạn tước vuốt nhẹ sóng lưng cô, cuối người thì thầm bên tai. Không phải vậy đâu, ngạn tước, anh xem này tim em sắp vọt ra ngoài rồi nè. Liên Kiều cầm tay Hoàng Phủ Ngạn tước đặt lên ngực mình như muốn hắn cảm nhận được trái tim đang đập nhanh đến cỡ nào. Hết chương 260, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.